Tôi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh người dẫn đường coi âm và lắng nghe giọng đọc của Duy Thuận. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Báo oán cậu hai của tác giả Nguyễn Oren. Câu chuyện kể về hai ông cháu ông giáo Nhật. Hai ông cháu này đã trải qua những điều gì? Mời quý vị cùng đến với tập truyện ngay sau đây nhé. Ê mày có nhìn thấy cái gì kia không Hai thằng thanh niên đang chân thấp chân cao Mang theo dậm đánh dọc bờ sông Thì bất ngờ Một người đứng thẳng lên cất tiếng Người kia nghe vậy cũng dừng lại hành động của mình Mặt nước trước đó đang rùng rình Những đợt sóng thì cũng bắt đầu yên ắng trở lại Những cơn gió nhẹ thổi ngược Ánh mắt cả hai đang hướng về phía trước không xa Chỉ cách đâu đó chừng 15 bước chân Nhìn như... như... Người kia quan sát một độ thì mới lắp bắp lên tiếng. Bởi thứ đang hiện lên trong mắt anh ta bây giờ là một cái khúc nhìn như cẳng tay toát màu trắng bệch. Màu tới đó xem nào. Người vừa đặt câu hỏi vác dầm lên vai rồi nói với giọng hối thúc. Cả hai sau đó nhanh chân lội nước đi tới. Trời đất ạ! Vừa tới nơi, một người đã buông luôn cái dầm đang mang trên vai xuống trước mắt cả hai bây giờ là xác của một cô gái đang nằm úp xuống bên dưới mặt nước trên mình cô ấy chỉ mang một chiếc áo trắng mỏng đã bị xé toạc ra có nhiều chỗ nham nhở coi bộ như trước khi chết cô gái này đã bị người ta hãm hại làm nhục mau giúp tàu mang cô ấy lên trên bờ nào người còn lại bỏ rậm xuống mà quay sang nói cứ vậy mang lên hay sao Chứ còn sao nữa Người ta chết mà mày biết rồi cũng cứ để như thế này hay sao Nhìn thế này chắc cũng chỉ chết từ đêm qua thôi Da dạ thịt chưa bị uống nước đâu mà lo Nói đổi thanh niên ấy chủ động đi tới cầm lấy hai tay của thân thể cô gái Người kia thấy vậy cũng nhắm mắt nuốt nước bọt Túm lấy hai chân đang lạnh phành trên mặt nước Trời lúc này cũng đang dần về chiều tối Ánh mặt trời ẩn lên những tia nắng màu đỏ son soi rọi xuống nơi bản làng từ những mái nhà tranh vách đất giờ đây cũng phảng phất lên những làn khói trắng tinh khôi hòa quyện một khung cảnh bình yên như tranh vẽ hiện hiện lên sự bình dị ấy cũng chẳng kéo dài được lâu khi mà một trong số hai người thanh niên kia đã chạy về đến thôn làng anh ta không về nhà của mình mà sồng sộc chạy đến nhà của ông độ một trong số những già làng của thôn nghĩa hưng bấy giờ chân tay vẫn còn dính đầy bùn đất, quần áo, súng cũng đang đỏ nước tòng tòng xuống nền đất. cậu thanh niên đứng ở đó và không ngừng gọi lớn vào bên trong nhà. bác độ, bác độ ơi. qua mấy cầu bên trong ngôi nhà hai gian cũng có người đi ra. thằng bùi đấy à, sao tối rồi không về nhà mà cơm nước còn chạy sang bên đây làm gì? chỗ chỗ bờ kè có người chết bác ạ cháu phải chạy ngay về báo việc này cho bác trong cái thời buổi loạn lạc này người chết đường chết chợ không thiếu có người thì đói quá mà chết người thì bệnh tật mà lăn đùng ra chết thế nhưng đó là ở những vùng khác còn trong thôn nha hưng việc bất đắc kỳ tử gần như là không có mà nếu có thì cũng xảy ra từ rất lâu rồi có người chết sao là hay trẻ chết từ bao giờ là là cháu gái ông giáo coi bộ như mới chết từ hôm qua thôi bác ạ nghe tới đây ánh mắt ông đổ trùng xuống thấy rõ ở trong cái làng này có ai mà không biết gia đình ông giáo cơ chứ ông tên nhật trước đây cũng từng làm quan trong triều sau này về già thì lại là người dạy chữ cho đám trẻ con quen miệng người ta mới gọi ông là ông giáo nhật nhưng ngoài việc dạy chữ cho đám trẻ điều khiến cho người ta biết đến ông nhiều hơn chính là hoàn cảnh của ông Ông giáo năm nay ngoài 70 rồi Vợ ông mất sớm Để lại cho ông là đứa con trai lúc đó mới 10 tuổi Cảnh gà trống nuôi con Nhưng nhờ thời còn trẻ từng làm quan Nên cuộc sống cũng không thể gọi là vất vả Nuôi con đến năm 19 tuổi Thì cậu con trai ấy cũng lập gia đình Và sinh con sinh cái Nếu như bình thường cậu ta chịu ăn học Nối cái nghiệp quan trưởng của ông giáo Thì chắc cũng chẳng sao Thế nhưng cậu này lại là người ham buôn bán này đêm mai đó chứ chẳng mấy khi ở nhà cả. Ban đầu ông giáo còn khuyên ngăn cấm cản, vì dù sao nhà cũng chỉ có ông với nó. Giờ vợ chồng nó cứ đi suốt thế thì lấy ai ra mà tháo vát việc ở nhà. Dù sao nó cũng có đứa con gái ba tuổi rồi, chẳng nhẽ cứ để ở nhà với ông giáo suốt hay sao. Nghe cha nói vậy thì cậu ấy vẻ như cũng xôi lòng. Cũng hứa với ông là sau chuyến hàng này thì sẽ về quê làm ăn buôn bán nhỏ. Vậy nhưng chẳng ai biết được rằng lời hứa ấy cũng chính là những lời nói cuối cùng của con trai dành cho ông. Hai vợ chồng nó đi mà chẳng còn quay về nữa. Một tuần, một tháng rồi một năm trôi qua, ông giáo vẫn còn chút hy vọng để tìm kiếm và hỏi han những người quen biết về tung tích của đứa con trai. Thế nhưng lâu dần, hai năm, năm năm, rồi mười năm qua đi, cái niềm tin, cái hy vọng ấy cũng chẳng còn nữa chăm con đến 19 tuổi giờ lại nuôi cháu đến tuổi đôi mươi cái số ông giáo tuy sướng nhưng mà lại khổ quay trở lại sau khi nghe bùi nói là cháu gái ông giáo ông độ không chần chừ cũng chẳng kịp thay bộ quần áo mà hầy tay bùi nói luôn mau mau ra ngoài đấy xem thế nào theo ánh mặt trời đang khuất dần hai con người vội vã hớt hải chạy luôn ra bên ngoài bờ sông vào tầm giờ này người dân cũng đang ở trong nhà Nghỉ ngơi chuẩn bị cơm nước Đường làng ngõ xóm chỉ có bọn trẻ con lô đùa Nên không mấy ai để ý được đến hai người Ra đến nơi Thấy cậu thanh niên còn lại vẫn ở đó Bồi mới chỉ tay mà nói với ông Độ Ở chỗ thằng Duy kia kìa bác Ông Độ sau đó nhìn xuống thi thể thì xác nhận ngay Đây đúng là đứa cháu gái của ông giáo rồi Kể ra thì trong làng ông Độ và ông giáo cũng được xem là thân thiết với nhau. Giờ nhìn cháu gái ông giáo lạnh lẽo với manh vải trắng che thân, ông Độ cũng không cầm nổi nước mắt. Không biết là ông giáo có chấp nhận được việc này không nữa? Ông Độ cay mắt nói. Trời mới lúc một tối dần, những cơn gió nhẹ man mãn thổi qua sau gáy của ba người, nhưng cũng đủ làm cho họ thấy sợn ra khi bên cạnh giờ đây đang là một cái xác chết. Đau đớn buồn lòng nhưng cũng chẳng thể để xác cháu gái ông giáo nằm ở nơi lạnh lẽo như thế này được. Ông Độ sau đó mới thở dài nói. <laughs> Phiền hai thằng đi ở đây trông coi thêm một lúc nữa. Bác chạy ra kia nhờ thêm mấy người nữa. Sau sau đó chúng ta sẽ đưa về. Nghe ông Độ nói vậy, Duy với Bùi đồng ý ngay. Vâng, bác cũng cứ đi đi. Thế rồi ông Độ quay người rời đi luôn. Đường đất trơn trời lại tối, khiến cho tầm nhìn của ông độ giảm đi thấy rõ nhiều khi bước nhanh quá mà ông còn suýt trượt cả chân ngã xuống bờ ruộng quay đi quay lại chẳng mấy chốc tại bờ rìa sông đã xuất hiện thêm mấy người đàn ông nữa người thì tay cầm theo đèn người khác thì cầm theo cáng theo chiếu bọn họ đứng trước cái xác mà vẻ mặt ai cũng đau lòng liếc mắt nhìn nhau cũng chẳng một ai lên tiếng cả bọn họ như tự biết mình phải làm gì còn tại nhà ông giáo Ông giáo thấy cháu gái đi hai ngày chưa về thì lo lắng lắm Bản thân ông cũng đi tìm Đi hỏi nó từ tối qua tới bây giờ chứ chẳng không Cũng định bụng đợi lốt ngày hôm nay Nếu như con bé mà không thấy về Thì ông cũng sẽ sang nhà ông Độ để tìm kiếm sự giúp đỡ Nhưng đấy mới chỉ là suy nghĩ Chứ còn chưa kịp sang thì ông Độ đã cùng mấy người kéo nhau về nhà của ông giáo rồi còn đâu Tiếng gọi cổng, tiếng dậm dịch ở bên ngoài cầm theo cây đèn dầu đi ra ngoài hiên nhà ông giáo cất giọng hỏi ra ai đấy à, tôi tôi đồ đây ngoài cổng ông đồ trả lời vọng lại ông giáo không hỏi nữa mà chậm bước đi ra đứng sau cánh cổng nhìn thấy người bạn già đi cùng với cả thanh niên lẫn trung niên thì khiến cho ông giáo có một linh cảm chẳng lành thế nhưng ông vẫn nở lấy một nụ cười và hỏi lại có chuyện gì mà ông và mọi người lại tìm sang đây tối thế này? Vẻ mặt ông đổ buồn thấy rõ, ông từ từ đứng tránh sang một bên. Hiện ra phía sau là đội của Bùi đang khênh cái cán. Cái, cái hoài, cái hoài nó mất rồi ông ạ. Lời của ông Đồ vừa được nói ra, ông giáo đã không giữ được bình tĩnh mà làm rơi luôn cây đèn đang cầm trên tay xuống mặt đất. Ông, ông bình tĩnh đã, Ông đổ vội đỡ ông giáo và chấn an Ông giáo không nói gì Gương mặt mới đây còn nở nụ cười Với những con người trước mặt Thì giờ đây đã trùng hẳn xuống Đi kèm theo là những nếp nhăn do tuổi già Khiến chồng giáo trông khắc khổ hơn bao giờ hết Cháu 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 tôi Từng bước một chẳng vững đi lại chỗ của bùi Ông giáo đun rẩy đưa tay đặt lên manh chiếu rách Đang che đi cái thứ nằm trên cán Lư lư, lư lư hoài mạnh chiếu đất xuống thi thể đứa cháu gái hiện ra đôi chân hơi khuỵ xuống dù vậy nhưng ông vẫn cố để đứng vững là người có chữ lại sống đến tầm tuổi này rồi ông giáo thừa hiểu cách nhân sinh nó vô thường như thế nào người chết thì chẳng thể sống lại được nhưng dù sao đây cũng là đứa cháu gái duy nhất của ông thế rồi đôi chân sắp sửa khuỵ xuống ấy giờ đã gục hẳn mặt cũng cắm lụi xuống ôm lấy thi thể đứa cháu gái bác bác bình tĩnh lại đã mong bác bớt đau lòng chuyện đâu rồi sẽ còn có đó thôi nó là cái số ông ạ à. mong ông bớt đau buồn mấy người có mặt đồng cảm lên tiếng động viên tiếng nói ồn ào giờ cũng đánh động tới những người làng xóm họ bỏ bê những công việc đang làm rồi đi xa bên ngoài xem ngay và cũng như những người đang có mặt Ai đấy sau khi biết thứ nằm trên cán kia là cháu gái ông giáo thì đều tỏ rõ nét buồn và đồng cảm. Người ta sau đó đỡ ông giáo từ từ đứng dậy đi lại vào bên trong nhà. Người thì bên cạnh động viên, những người khác thì phụ vào mỗi người một tay một chân để làm tang cho đứa cháu gái xấu số, số của ông. Tàng già bối rối lại nhìn thấy cái thi thể của Hoài đang trương lên thì chẳng ai nghĩ ngợi soi xét về cái chết của nó Họ chỉ quan tâm làm sao cho thật nhanh để ông giáo có thể bớt đau buồn đi được phần nào. Cứ thế cả một đêm người ta rục rịch với nhau. Sáng đến sáng hôm sau thì việc xem như là cúng đâu vào đấy. Linh cứu của Hoài đã được người ta đặt vào trong một chiếc quan tài làm bằng mấy tấm gỗ đơn điệu. Gia cảnh giờ không có nhiều. Thôi, như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Ông giáo từ qua đến giờ thì chỉ gục đầu vào vách quan, sống tới cuối đời chịu đủ cảnh mất vợ mất con rồi đến mất cháu bảo ông không đau làm sao được cơ chứ người ta nhìn ông giáo như vậy thì xót lắm nhưng biết làm sao bây giờ người đã chết thì chẳng thể sống lại để cho hai người có thêm chút thời gian về đến tầm gần trưa thì người ta cũng bảo nhau động viên rồi đỡ đàn ông giáo đứng dậy bởi dù gì thi thể cũng mất được mấy ngày rồi cứ để thế này đến giữa trưa khi trời nắng to thì sẽ phát mùi khó chịu lắm Chưa kể làm vậy cũng chẳng có ích lợi gì Chỉ bằng cứ mang đi chôn sớm một chút Người chết có khi người ta cũng thấy được an ủi Tiếng kèn tiếng đám sau đó vang lên Đoàn người cũng nối nhau đưa tiến linh cữu cái hoài ra bên ngoài khu nghĩa điện Ông giáo bây giờ cảm xúc cũng đã vỡ ra những kìm nén của ông bằng những giọt nước mắt từ qua đến giờ cũng đã vỡ ra thành tiếng ông đấm thụp thụp tay xuống đất mà gào khóc con ơi sao con lại bỏ ông mà đi thế hả con ơi cứ một sới đất được hất xuống tiếng gào khóc của ông giáo nghe lại chua xót xé lòng hơn những người vốn trai lì được gọi là không cảm xúc thì giờ cũng rưng rưng trên mọng mắt mãi rồi lấp đất cuối cùng cũng được đắp lên lòng người bảo nhau rồi dần dần quay về Ông giáo khi này cũng được mọi người động viên và dìu về Sau cái chết này của đứa cháu gái Ông giáo gần như chẳng thiết ăn uống ngủ nghỉ Nhìn có vài ngày thôi mà ông đã tiểu tụy đi Chỉ còn mỗi da bọc xương Hàng xóm xung quanh nhìn ông mỗi ngày một tiểu tụy đi thì cũng lo lắng Có thời gian rảnh rỗi là họ đều sang để động viên ông sớm ngày vượt qua nỗi đau Ngày này qua ngày khác Có người này người kia nói chuyện cái nỗi đau mất mát cũng dần dần được xoa dịu đi một chút. Ông giáo cũng quay trở lại với việc đan lát của mình để có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống cuối đời. Và tưởng chừng như mọi thứ sẽ yên ắng bình yên như vậy cho tới lúc chết thì không. Trong thôn làng sau đấy lại dần dần loan lên một cái tin đồn. Và tin này liên quan đến Hoài, đứa cháu gái đã mất cách đây một tháng của ông. Người ta chuyển tay nhau cái hoài chết không phải do đuối nước mà bị con trai nhà ông Phú hãm hại, mà lại nhắc đến nhà ông Phú. Trong cái vùng nha hưng này, hệ ai nghe tới tên ông là cũng đều phải kiêng nể rồi. Bởi vì nhà này giàu lắm, giàu nứt đá đổ vách là có thật. Giàu có không thôi người ta đã kiêng nể rồi. Đằng này ông Phú còn làm quan, cai quản cả một huyện nữa. Thế nên dù là tin đồn, nhưng nếu đã liên quan đến nhà họ Phú thì người ta cũng tém miệng lắm chỉ dám thủ thị nói chuyện với nhau khi có hai ba người thôi. Chứ bảo ra chợ triển mà nói thì cũng chẳng ai dám cả. Thế nhưng đã là lời truyền miệng với nhau thì chắc chắn sẽ có ngày truyền đến được tai của người cần đến và đó là ông giáo. Người ta bảo nhau hoài không phải chết do đuối nước mà là do bị cậu hai nhà ông Phú bắt giữ hãm hiếp để sát hại. Nghe được cái tin này, đầu óc ông giáo lại loạn lên ông bỏ lại mọi việc mà chạy đáo riết đi hỏi xem ai là người đã truyền ra cái tin này thế nhưng trước thế lực nhà ông phú làm gì có ai dám đứng ra nhận là mình nói cơ chứ không ai chịu nhận thì bản thân ông sẽ đích thân đứng ra nếu cho ông bất đắc kỷ tử thì không sao chứ nếu nó bị người ta hại như lời đồn thật vậy thì sống chết ông cũng phải đi tìm công lý cho nó Vậy nhưng kiện con thì cha xứ, thế khác nào nói con kiến đi kiện củ khoai, chẳng có chút hy vọng nào cả. Bất quá nếu không thưa được ở huyện thì ông sẽ thưa lên trên, bởi lẽ dù sao trước đây ông cũng làm quan, cũng có những mối quan hệ quen biết nhất định. Thế nhưng suy tính của ông nào có được như mong đợi, khi mà thời thế đang thay đổi, lợi ích sẽ được đặt lên hàng đầu. Chẳng ai lại đi giúp một kẻ đơn độc già sắp xuống lỗ như ông giáo cả. Bằng theo nỗi uất ức về cái chết của đứa cháu gái, ông giáo lại chẳng màng đến sức khỏe của mình. Ông chẳng ăn chẳng uống, ngày qua ngày, ông chỉ tìm cách làm sao để có thể giải được mối oan này cho đứa cháu gái của mình. Nhưng cuối cùng, cách còn chưa tìm được thì bản thân ông giáo đã Ngày hôm ấy là một ngày nắng nóng oi bức, đỉnh điểm là khi mặt trời về chính ngọ, ánh mặt trời lúc này mang theo thứ nhiệt độ như muốn thiêu đốt đi tất cả. Và dĩ nhiên trong cái không khí như vậy Chẳng ai là người muốn ra bên ngoài cả Này bà nó Bà có người thấy cái mùi gì không? Ông Thạch một người hàng xóm sát vách với nhà ông giáo Đang thiêu thiêu chập mắt qua cái trưa hè Thì ông lại khó ngủ Bởi cái mùi thung thùng bùa vây Vậy là ông mới liền quay sang hỏi vợ Bà Thạch chưa trả lời Cái mặt hách lên thăm dò Có cái mùi gì như là mùi chuột chết đấy nhỉ? hai vợ chồng sau ấy nhìn nhau rồi sau đó cùng đứng dậy cái mùi thum thùm kia bay từ phía cửa sổ bên hông nhà vào và thật trùng hợp cánh cửa này lại thông nhìn thẳng sang bên nhà của ông giáo có có khi nào ông thạch ngờ vực hỏi dù câu hỏi chẳng hề rõ ràng nhưng vẻ như hai vợ chồng có cùng suy nghĩ với nhau bà thạch cũng gật đầu tiếp luôn chẳng Chẳng nhẽ... Thế rồi chỉ sau câu nói đấy Cả hai đã quay người rồi chạy một mạch Sang bên nhà của người đàn ông khắc khổ kia Đứng trước cánh cửa ngôi nhà hai san mục nát Bởi những lỗ đục của mối mọt Cả hai càng hoảng hơn Khi cái mùi kia giờ đây nồng nặc hơn Không chờ đợi nữa Sau khi đẩy cánh cửa thấy bị chốt bên trong Ông Thạch đã co tay Rồi hít một cách thật mạnh Nó là đủ để cho cánh cửa mở bông ra ông thạch cũng chút nữa thì ngã bổ nhào về phía trước trời đất ơi ông giáo ngoài cái mùi hôi thối sặc sủa đập vào mắt hai vợ chồng ngay lúc đó là ông giáo thế nhưng ông chẳng còn như bình thường nữa ông nằm ở trên giường mà bao quanh là đuổi bu kiến đậu da thịt thì đã khô lại nhăn nheo hơn ông ông giáo chết rồi bà thạch mặt hơi sợ mà nói với chồng chết rồi chết thật rồi ông thạch cũng đứng sững người mà nói với vợ phải phải làm sao đây không không thể để ông giáo như thế này được hai vợ chồng đứng lặng người được một hồi bà thạch mới ấp úng hỏi chồng đi báo tin này cho mọi người chứ còn làm gì nữa ông giáo xưa giờ sống được lòng mọi người vậy nên ngay khi nghe tin ông đột ngột mất người dân ai đấy cũng đều bớt ra chút thời gian để tới việc làm tang cũng được dân làng đóng góp với nhau ai có nhiều góp nhiều ít góp ít không có thì góp sức đám tang của ông giáo thì cũng diễn ra nhanh chóng lắm chỉ tới sáng ngày hôm sau là người ta đã mang ông ra ngoài đồng để chôn cất bên cạnh nấm mồ của đứa cháu gái rồi cái tin ông giáo mất cũng nhanh chóng lan đến tay của gia đình nhà ông phú về cơ bản ông phú cũng nghĩ đơn giản thế nên hai vợ chồng cũng chỉ hỏi han qua về cái lý do ông giáo qua đời thôi nhưng ngược lại cậu công tử bột nhà ông phú thì lại khác khi nghe tin ông giáo người đã có ý định kiện cáo mình chết thì tỏ ra hà hê lắm hắn cười đắc ý mà nói với tên theo hầu nhà ngươi thấy không những kẻ mà động đến cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp cả vậy nhưng cái kiểu hà hê đắc thắng ấy của sinh còn chưa kéo dài được bao lâu thì hắn đã bị những ám ảnh kinh hoàng đeo bám Khiến cho gương mặt chẳng thể nào nở thêm được một nụ cười nào nữa. Như thường ngày, sau thời gian lêu lỏng ở bên ngoài, Sinh cùng tên Hậu trở về nhà khi trời đã tối muộn. Bà Phú đã quá quen với cảnh này thế nên không có nói năng nặng nhẹ gì với Sinh cả. Bà chỉ bảo Thầy mày thì ở trên huyện, nhà cửa chỉ có tao với mày. Con đi đâu thì mày cũng phải về sớm sớm chứ con. Rồi lại còn cái thằng Thư này nữa. Mày không biết giờ giấc hay sao mà không hối cậu về. Quay sang cả tên gia nhân bà Phú nói giọng của trách. Dạ con, con cũng có hối thế nhưng cậu... Tên gia nhân khúm núm đáp lại. Còn sinh, bên ngoài cũng rượu thịt no say. Hắn về nhà thì cũng chẳng ăn uống gì nữa cả. Hắn liếc qua chào bà Phú lấy một câu rồi sau đó cũng đi thẳng về phòng của mình để nghỉ ngơi luôn. Cởi chiếc áo dài đang mặc, mùi hương của cô đào vẫn còn bám lại khiến cho hắn còn chút đê mê vừa ngả lưng xuống giường mắt nhắm chưa được bao lâu thì bất chợt sinh giật mình mắt hắn mở to ra thể như gặp phải chuyến gì đó không phải là mơ vì hắn đã ngủ đâu cũng chẳng phải là thực bởi trong căn phòng này chỉ có một mình hắn thôi cơ mà cái gì vậy nhỉ sinh tự đặt ra câu hỏi rồi mơ màng nghĩ về thứ ba nãy khi mà đầu óc hắn lúc đó vẫn còn đang nghĩ mông lung về cô đào hôm nay thì tựa đâu một cảm giác lạnh lẽo ập đến, nó xuất hiện ngay trên phần ngực của sinh. cảm giác cứ như thể là ngực hắn lúc đó được người ta đặt vào một tảng đá lạnh vậy. cứ nghĩ thế này đầu óc sinh lại thấy bất an, thế là hắn liền vùng dậy đi lại thắp sáng lên ngọn đèn bất. căn phòng có tí ánh sáng thì cảm giác lạnh lẽo cũng đỡ đi được phần nào, thế nhưng cũng chỉ mới thở dài được một hơi, Toàn quay lại giường để nghỉ ngơi tiếp, thì sinh lại khựng người lại dưới ánh lửa bập bùng bóng hình của hắn được in lên trên những vách ngăn bằng gỗ nhưng ngoài cái bóng đen ấy ra thì vẫn có thêm một hình ảnh mập mờ khác nữa từ bờ vai của mình sinh nhìn thấy rõ có thứ gì đó đang chuyển động Nó uốn éo như những ngón tay đang cử động chút đứng hình sinh không dám quay ngang để xác định xem ấy là gì hơi thở của hắn lúc này cũng dồn dập hơn ngoài một thứ áp lực vô hình đang đè nặng thì sinh giờ đây còn cảm nhận được những luồng hơi lạnh Đang không ngừng phả vào sau gáy của mình nữa Bầu không gian tràn ngập căng thẳng u ám được đẩy lên đỉnh điểm Khi bất ngờ bên ngoài nổi cơn rông gió Nó khiến cho cánh cửa sổ không được cài chặt bật bung ra Gió bên ngoài lùa vào Ngọn đèn bất bị thổi ngả nghiêng rồi sau đó tắt vụt Trả mạng cho tao theo cơn gió đảo quanh gian phòng là một giọng nói như từ âm ti vọng về Chạy từ tay này qua tay khác của sinh Hắn hoảng loạn khô tay được gắt lên Cút, cút ra Sau câu nói ấy sinh có cảm giác như mọi thứ đã đang trở về bình thường Khi mà sau gáy hắn không còn những luồng hơi lạnh và vào nữa Thứ áp lực nãy giờ phải chịu bằng một cách nào đó cũng tự động được phá bỏ Cô tay giữ chiếc ghế rồi ngồi sụp luôn xuống Linh châm lại ngọn đèn dầu rồi thở dốc Mẹ kiếp Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy cơ chứ Từ đặt câu hỏi Thế rồi ánh mắt Sinh lại hướng Về phía cánh cửa sổ bị bật bung ra ban này Và cũng chính khoảnh khắc này Hắn lại bị thêm một cú sốc nữa đả kích Ai... Ai đấy Lướt nhanh qua cửa sổ Là một cái bóng trắng Sinh chắc chắn không thể nhìn nhầm được Hắn nói rồi đứng ngay dậy Tay không quên cầm theo ngọn đèn bớt đi đến Tay mở cánh cửa tiếng kéo kẹt vang lên khi trời đang yên tĩnh như thế này Thực cũng khiến cho người ta có cảm giác hơi ghê người sinh ngó nghiêng xung quanh Thì nhưng những gì hiện lên trong con mắt hắn Chỉ toàn là cây cối đen mịt. Chẳng nhẽ mình nhìn nhầm hay sao? Sinh tự đặt câu hỏi rồi vỗ vỗ nhẹ lên đầu Sau ấy thì đóng cửa rồi chậm bước quay trở vào Nằm trên chiếc giường phản, những suy nghĩ cứ quanh quẩn chạy bên trong đầu, khiến cho sinh chẳng tài nào mà chợp mắt được. Ngọn đèn bất vẫn được để nhằm tạo một cảm giác an tâm. Thế nhưng vô tình, nó lại mang đến một điều gì đó càng chẳng chọc hơn. Khi mà thi thoảng, chỉ một cái đảo mắt nhìn lên mái nhà hay vách tường, thì những bóng đổ in trên đó lại khiến cho sinh mượn tượng đến hình ảnh bâng khuâng lúc vừa nãy thấp thỏm tràn chọc mãi thì bên ngoài cũng có tiếng gà gáy vang vọng lên nằm thêm một lúc thì sinh cũng cảm nhận được ánh sáng bên ngoài đang dần dần xuyên qua những khe cửa len vào bên trong phòng ở gian nhà bên kia bà phú đã dậy từ bao giờ thấy sinh xuất hiện với vẻ phở phạc bà hỏi ngay mày tối qua mất ngủ hay sao mà mặt mày nhìn ngờ ngạch thế hả à, con nghe bà phú hỏi sinh lắc đầu cũng ngay sau đó hắn hỏi lại một câu khá ngớ ngẩn. Mẹ, mẹ có tin trên đời này tồn tại ma quỷ không? Câu hỏi của sinh khiến cho bà Phú rất đối ngạc nhiên. Bà nhìn chằm chằm cậu con trai một lúc, sau mới trả lời. Ma quỷ là thứ được người ta nói từ xưa đến nay rất nhiều, nhưng vẫn chưa ai xác thực được cả. Những câu chuyện vẫn chỉ là những câu chuyện. Ai tin thì nó là thật, còn ai không tin thì có chứng minh ra sao thì họ vẫn không tin. Bà Phú đặt tấm khăn rêu. Bà Phú đặt tấm khăn theo xuống, nhìn vẻ cậu con trai vẫn mơ hồ thì bà nói thêm. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Cho dù mình không tin ma quỷ tồn tại trên đời này, thì mình cũng phải tin vào nhân quả báo ứng. Tâm bàn điên thì trong lòng có thần Phật che chở. Tâm ác độc tự khắc sinh ma quỷ, Thế nên mẹ nói mày đấy Sinh ạ, à. có làm gì thì cũng phải biết trước biết sau, phải nghĩ đến hậu quả, không lại tự mang vạ vào người đấy. Nghe lời bà Phú chỉ dạy, Sinh chẳng quan tâm lắm. Hắn gật gật đầu cho qua rồi lưỡng thững quay trở ra bên ngoài giếng. Nhìn thấy Thư đang giặt đồ ở đấy, Sinh lại đi tới mà hỏi. Này Thư, mày nghe cậu hỏi này. Thư dừng tay, hắn ngách vẻ mặt ngu ngơ lên hỏi lại. Um, cậu có gì sai bảo? Mày có tin trên đời này tồn tại ma quỷ hay không? Nghe cậu hai hỏi vậy, thằng Thư cười ngây ngô. Trên đời này làm gì có ma quỷ hả cậu? Nếu mà có thì đất nào chứa cho hết? Nhận được câu trả lời hồn nhiên của Thư, sinh lắc đầu vì thấy thằng này suy nghĩ đơn giản quá. Nhưng nghĩ cũng phải, đầu óc nó mà thông minh thì giờ đã là ông này bà kia rồi. Việc gì phải ăn nhờ ở đâu? làm kẻ hầu người hạ cho gia đình sinh cơ chứ. Sinh ai... nghe xong không hỏi thêm gì, hắn thở dài rồi lững thững bỏ đi. Có lẽ thứ niềm vui có thể giải tỏa đi được nỗi lo lắng của hắn bây giờ, chỉ là tìm đến cô đào của mình mà thôi. À đào này tên là Lan, cô ta đẹp lắm, nếu nói trong cái vùng này về mặt nhan sắc thì cũng đứng nhất nhì chứ chẳng hoa. Thế nhưng ông trời chẳng cho ai có được sự hoàn hảo cả. Được cái này thì sẽ mất cái nọ Lan sở hữu nhan sắc trời ban Thế nhưng trí tuệ thì lại hạn hẹp Không suy nghĩ được gì nhiều Và ấy cũng là cái lý do để cô chọn cái nghề này Dùng nhan sắc của mình để moi móc tiền từ những ông quan lớn Từ những cậu công tử như là sinh Tối qua tiếp sinh tới tận tối muộn Này sáng ngày ra đã thấy hắn ta xuất hiện Thì Lan cũng lấy làm lạ lắm Cô hỏi với cái giọng nũng nịu nhớ em hay sao mà lại tìm sang bên này sớm như vậy sinh không nói không rằng hắn đóng cánh cửa lại rồi ôm chầm lấy lan tay chân hắn bắt đầu linh hoạt hoạt động trời cái anh này người ta chỉ vừa mới dậy thôi mà lan đưa tay chống cửa óng ẹo thế nhưng sinh chẳng quan tâm tay chân hắn nhanh hơn rồi nhấc bổng lan lên trên giường vừa mới ngả được xuống giường bên ngoài trời còn mới dạo những tia nắng thì giờ đây mây đen đã bao phủ tối sầm lại những hạt mưa nặng hạt đổ ảo xuống nghe lách tách vang vọng trời đất thật thường thật ấy mới đây còn nắng ráo mà giờ đã đổ mưa rào rồi sinh ngước mắt đánh nhìn ra cửa rồi nói sau ấy hắn quay mặt lại tính tiếp tục âu yếm với lan thì bất chợt một hình ảnh kinh dị hiện lên khiến cho hắn hét toáng lên hai tay cũng hất mạnh người con gái đang nằm trên người khiến cho lan bật ngựa về phía sau tránh Tránh xa tạo ra Sinh khô tay múa chân Miệng còn la hét bàng hoàng Lan bị đẩy mạnh đập người vào vách đằng sau Thì tỏ ra đau đớn lắm Nhưng thấy biểu hiện lạ lùng của Sinh Cô còn chưa hờn dỗi Mà ngạc nhiên hỏi lại à, Anh Sinh Anh Sinh Anh làm sao vậy Nghe được giọng nói ngọt ngào của người tình Sinh mới bình tĩnh Nhìn thấy Lan đang ôm eo tỏ vẻ đau đớn sinh vội nhoài tới anh anh xin lỗi em em không sao chứ lan khi này mé óng eo của trách anh làm người ta đau đấy anh có biết không anh anh em cho anh xin lỗi tại anh sinh muốn giải thích thế nhưng hắn chẳng biết nói gì tiếp theo cả bản thân hắn ngờ vực đưa tay lên dụi dụi mắt nhớ lại rõ ràng người con gái này là Lan Vậy sao vừa rồi xuất hiện Lại là một thứ gì đó kinh tởm khác Không phải Lan Thứ vừa nãy đập vào con người của hắn Là một gương mặt đầy máu me Với mái tóc dài buông xóa xuống Những sợi tóc sơ rối ấy Còn lạng phảng phe phẩy lên gương mặt của Sinh Tạo cho hắn một cảm giác Rất gai người lúc đó Cứ nằm suy nghĩ về hình ảnh ấy Sinh cũng không còn hứng thú Động chạm gì đến Lan nữa Hắn muốn quay về thế nhưng bên ngoài cơn mưa tầm vẫn còn đó anh anh lại làm sao vậy là núng nỉu ôm lấy sinh à, anh anh không sao sinh cố gắng lấy nụ cười nhạt đáp lại ở bên nhà lan cho tới tận giữa chiều khi cơn mưa tầm đã ngớt thì sinh mới đứng dậy rời đi trước khi về thì hắn có ném cho cô đào một túi bạc miệng còn nói thêm mà anh sẽ quay lại gặp em Nói thì nói vậy nhưng nhìn mặt sinh chẳng mấy vui vẻ Bởi đầu óc của hắn giờ đang suy nghĩ đến một vấn đề khác Người ân ái với sinh là Lan Thế sao hôm nay hắn lại có cảm giác khác vậy cơ chứ Một cảm giác vừa lạ vừa quen Là một người nhưng lại là hai người Sinh tự đặt ra những câu hỏi Bước chân của hắn chẳng mấy chốc đã về đến cổng nhà Là người có địa vị nhưng không nói đạo lý Có tính khinh người thế nên dù lang thang một mình trên đường thì cũng chẳng một ai thèm bắt chuyện với hắn cả thấy sinh đi vào bà phú chẳng hỏi lấy một câu vì đơn giản bà đã quá quen với giờ giấc ra ngoài thất thường của hắn rồi còn đâu bà chỉ bảo mày cũng lớn rồi cũng nên no công việc đi con ạ à. chẳng nhá mày cứ để em gái mày phải lo liệu tất cả thay mẹ hay sao nó rồi cũng phải lấy chồng rồi nuôi con chứ sinh đã quen với thói rửa dẫm cũng quen với những câu nói này của bà Phú. Vậy nên, hắn chẳng hề quan tâm. Hắn lợn vợn qua lại một vòng, rồi sau đó lại lững thững đi về gian của mình. Sáng nay ra ngoài sớm nên xin không để ý. Thế nhưng bây giờ quay về, khi mở cửa căn phòng ra, sinh lại có một cảm giác rất ngột ngạt. Cái không khí rất khó thở này làm cho hắn tỏ ra khó chịu. Thế đã hắn liền quay ra được cất giọng gọi lớn. Thư! Thư! mày đang ở đâu đấy? Đi ra đây cậu bảo. Thằng Thư đã đi ra bên ngoài từ bao giờ? Giờ cho dù sinh có gọi thế nào nữa thì cũng chẳng gặp. Thằng Thư nó chạy ra ngoài rồi. Mày có chuyện gì thì tự làm lấy đi. Dòng bà Phú từ gian bên kia vặn sang. Sinh im lặng. Hắn mặt nặng mày nhẹ đi vào bên trong phòng rồi mở toang hết cửa ra. Sau đó thì nằm vật luôn xuống giường lăn bên này chở mình bên nọ sinh thậm chí còn người thấy cả mùi máu tanh nữa trong đầu hắn tự đặt ra câu hỏi quay lạ chẳng nhẽ có còn gì chết hay sao nói rồi sinh vùng dậy hắn đi dò xét quanh gian nhà của mình một lượt cuối cùng ở bên dưới gầm giường sinh lôi ra được một mảnh vải trắng trên mảnh vải này vẫn còn dính lại những vết máu khô đen lại ra dạ là thứ này sinh hơi nhếch cười hắn ta biết đó là gì và cũng biết mảnh vải ấy là của ai nhưng thay vì vất mảnh vải ấy đi hắn lại cầm nó trên tay rồi lặng lẽ trở lại giường của mình ngả lưng xuống sinh nhắm mắt lại vẻ mặt hắn không còn căng thẳng nữa mà đã giãn ra như thể đang tận hưởng điều gì đó nhìn thôi cũng biết là chẳng có gì tốt đẹp rồi trời sau ấy chuyển dần về tối Thư cũng đã trở về mà lo chuyện cơm nước từ bao giờ. Dù là kẻ hầu nhưng tới bữa cơm, nó cũng được ngồi chung mâm với bà Phú và Sinh. Lại nói về Thư, mang tiếng là kẻ ăn người ở thật. Thế nhưng trong nhà này hắn cũng được đối đãi tốt lắm. Đơn giản vì hắn theo vợ chồng ông bà Phú từ nhỏ. Hắn kém Sinh chỉ có 2 tuổi. Bài vế là chủ tớ nhưng kể ra Sinh cũng xem hắn như là một đứa em trai của mình. Dù có sai bảo, có nói nặng nhẹ thế nhưng nếu thư có bị ai đó động chạm, sinh cũng tuyệt không bỏ qua. ăn uống xong, đáng ra ngày thường là sinh sẽ cùng thư rời ra bên ngoài ăn chơi chắc táng ngay. thế nhưng hôm nay hắn chẳng buồn đi nữa, đặt bát đứng dậy là hắn rời về phòng của mình luôn. nằm thiêu thiêu được một lúc thì sinh giật mình choàng tỉnh, nhìn ra ngọn đèn bấc vẫn đang cháy vập phòng, thì khiến cho hắn hơi cảm thấy khó chịu. bất quá hắn chẹp miệng đứng dậy đi lại để thổi tắt đi ngọn đèn. Thế nhưng lửa vừa lụi đi, mọi thứ chìm vào bóng tối, thì cũng là lúc nỗi sợ kinh hoàng một lần nữa ập đến của vây lấy hắn. Lửa tắt, chân còn chưa kịp bước chân về phía giường phản thì sinh đã chết cứng người lại. Trong con mắt của sinh bây giờ, ngồi sừng sững ở trên giường đang là một cái bóng màu trắng với mái tóc dài buông thóng. Gương mặt cô ta dính đầy máu mà hướng ánh mắt đen ngòm của mình nhìn về phía của sinh miệng còn đang nở một nụ cười kéo dài ra như đã bị ai đó rạch miệng à, ai à, à, ai sinh mấp máy muốn nói muốn hét lên thế nhưng cờ miệng đã cứng như bị ai đó dùng tay bóp mạnh khiến hắn ta chẳng thể nào mà thốt ra được cái bóng trắng ấy sau dần dần đứng dậy và di chuyển tới chỗ của sinh và còn đáng sợ hơn khi chân cô ta còn chẳng hề chạm xuống đất mày phải chết Tiến đến đối diện Gương mặt cô ta áp sát tới ghé sát vào sinh Theo thảo bên tai của hắn Là giọng nói nghe lạnh lẽo vô cùng Sinh lúc này đã vãi cả đái Hắn ta muốn đưa tay đẩy thứ đó ra Nhưng rồi cũng giống như khuôn miệng bị bóp Tay chân hắn lúc này chẳng thể cử động Như thể Đã bị một sợi dây trói chặt lại với nhau Tao sẽ cho mày chết từ từ <laughs> Hơi thở và giọng nói lạnh lẽo một lần nữa áp vào tai của Sinh Đôi mắt hắn lúc này cũng đã nhắm chặt lại không muốn đối diện với thứ trước mình Tha, tha Đối diện gần như vậy Sinh đã nhận ra đó là ai rồi Anh ta sợ hãi đến tột cùng Miệng chỉ mất máy được có thế Cậu hai, cậu hai, cậu đã nghỉ ngơi chưa? bên ngoài bất giác có giọng của thư vang lên sinh khi này như đã lấy lại được ý thức của mình hắn ta chẳng biết gì mà không ngừng khua tay tránh xa tao ra tránh xa tao ra thư nghe thế không nghĩ gì mà chủ động đẩy cửa đi vào thấy sinh đang như kẻ mất trí anh ta liền chạy lại thắp ngọn đèn bấc sau đó thì dùng sức giữ sinh lại cậu 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 làm sao vậy đang nghỉ bên phòng, khi nghe tiếng động ồn ào thì bà phú cũng bật dậy ngay. Bà một mạch chạy sang bên gian của Sinh, nhìn thấy thư đang giữ Sinh lại, bà phú gằn giọng. "Thằng Tư, mày làm cái gì cậu vậy?" "Cút ra, cút ra." Sinh gắt lên, ánh mắt long sòng sọc như người mất trí. Bà phú lúc này như nhận ra vấn đề, bà liền đi lại và cố trấn an. "Sinh, Sinh, con làm sao vậy? Cậu, cậu bị sao ấy bà? Thư cũng lo lắng nói. Sinh, Sinh, con mau bình tĩnh lại đi. Cậu bình tĩnh đi. Trước những lời chấn an của hai con người trước mặt, tâm trí Sinh cũng ổn định trở lại. Hắn ta không còn vùng vẫy nữa. Ánh mắt nhìn bà Phú hiện giờ lộ rõ về cầu cứu. Cứu con, cứu con mẹ ơi, Sinh nắm chặt lấy tay bà Phú Miệng không ngừng van xin Nhìn ánh mắt đỏ sòng, Gương mặt sợ hãi của cậu quý tử Bà Phú hiểu Chắc chắn Sinh đã phải trải qua điều gì đáng sợ lắm Bà cố gắng chấn an Còn bình tĩnh lại Bình tĩnh lại Có gì rồi nói ta nghe Cậu hai Cậu cứ bình tĩnh lại đã Thằng Thư cũng chưa bao giờ thấy cậu nhà mình như vậy Nó cũng súng lại trấn an Gương mặt lúc này mướt mát mồ hôi Trước ngọn đèn đang cháy phập phùng Sinh nhìn bà Phú rồi nói lắp bắp có, có, Con Hoài có, Con Hoài nó về tìm con Nó muốn đem con đi Bà Phú chẳng biết người tên Hoài kia là ai cả Bà ngạc nhiên lo lắng hỏi lại Nhưng mà Hoài là đứa nào Sao nó lại muốn đưa con đi Quay sang Thư Nghe cậu hai nhắc đến cái tên Hoài Thì sắc mặt nó cũng co rúm lại và có lẽ cũng không phải tự nhiên mà nó lại có biểu hiện như vậy. Át hẳn nó cũng đã tham gia vào một việc xấu nào đó có liên quan tới người con gái này. Cứu con, nó muốn đưa con đi. Vẫn bảo dạng sợ hãi đấy sinh không trả lời mà tiếp tục cầu cứu bà Phú. Bà Phú thì chẳng hiểu thế nhưng cũng đánh mắt thấy được sự sợ hãi từ Thư lúc vừa rồi. Bà nhanh ý trấn an sinh rồi quay sang Thư mà bảo. Mày đi với bà sang đây một lát Sinh lúc này muốn đi theo hai người ra bên ngoài Thế nhưng bà Phú đã lại đưa tay cản lại Mẹ với thằng Thư qua một lát rồi sẽ quay lại đây ngay Còn đừng lo lắng gì cả Đầu óc sinh giờ cũng chẳng nghĩ được gì nhiều Hắn sau ấy cũng lặng lặng nghe theo lời bà Phú Thư, mày nghe bà hỏi đây Chẳng đợi đi sang gian nhà bên kia Vừa mới bước ra tới khoảng giữa sân bà phú đã dừng bước lại rồi quay sang hỏi thư ờ, bà bà hỏi đi ạ à? thư khúm đốm lắp bắp đáp lại hoài là đứa nào bà phú hỏi Dạ... Ừ, là là hai thằng chung mày đang giấu bà chuyện gì mà nói ra thì bà mới biết cách mà giải quyết được thư còn đang lắp bắp thì bà phú nói tiếp luôn hoài Hoài là cháu cháu gái của ông giáo bà. Thư nói được cuối gù người không dám nhìn thẳng ánh mắt của bà Phú. Mày mày nói cái gì cơ? Cháu cháu gái của ông giáo? Bà Phú tỏ ra vô cùng bất ngờ, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hoang mang không còn kiên định nữa. Vâng vâng là đứa cháu gái của ông giáo. Biết việc không còn đơn giản nữa Bà gằn giọng Vậy những gì mà trước đây người ta đã nói về thằng Sinh là đúng Nó đã hãm hại cháu gái của ông giáo Nghe bà Phú nói Thư chẳng dám đáp lại nữa Hắn cuối cầm mặt thay luôn cho một câu trả lời Chúng mày Chúng mày Bà Phú tức giận lắm Thế nhưng dù sao đây cũng là con mình bà không thể nào bỏ mặc nó được. Bà Phú sau đó quay trở lại gian phòng của Thư, ngồi xuống đối diện cậu con trai, hai tay đưa ra nắm lấy bàn tay đang đun rẩy của nó. Dù biết việc sinh gây ra là tai họa, thế nhưng nó là máu mủ của bà, bà vẫn cố bình tĩnh. Con quay lại nghỉ ngơi đi, không có gì phải sợ cả. Tí tạ sẽ cho thằng Thư đứng ngoài cạnh cửa cho con. Sinh nghe xong không trả lời, ánh mắt hắn vẫn còn sự sợ hãi mà nhìn bà phú rồi cuối cùng cũng gật nhẹ bà phú sau không nói mà đứng dậy đi ra bên ngoài bà đi thẳng tới chỗ mà thư đang đứng rồi bảo với nó mày tối nay chịu khó nghỉ ngơi dưới máy hiên này cho cậu an tâm sáng ngày mai có gì bà sẽ nói chuyện riêng với mày có phải kế hoài nó về báo oán thật không bà lệnh của bà phú thư chẳng dám không nghe nhưng trước những gì sinh vừa nói bản thân thư cũng hoang mang mà hỏi ít nhiều trong việc này nó cũng tham gia giờ cậu hai bị theo ám vậy thì bản thân nó cũng không thể tránh khỏi liên lụy được chắc là vậy rồi bà phú gật đầu đầy suy nghĩ thế thế giờ phải làm sao hả bà mong mong bà cứu lấy bọn con bọn con không muốn chết đâu nó là con trai tao dĩ nhiên tao phải cứu nó nhưng giờ ở trong cái vùng này đâu ai đủ khả năng để làm cái việc đó bà phú trả lời sau để nhìn thư mà tiếp luôn ông nhà mày ở trên huyện có nhiều mối quen biết trên đó cũng tấp nập hơn chắc hẳn sẽ có người giúp được nhưng thôi giờ mày cứ làm theo những gì tao nói đi có gì ngày mai bà sẽ tính tiếp nghe bà phú nói vậy thư vâng dạ rồi sau ấy cúi người đi dần về phía mái hiên đứng ngoài này nó còn nhìn vào sinh mà lắp bắp nói cậu hai cậu đừng cài then nhé có con đứng ở bên ngoài này trông cho cậu rồi nói vậy phần cho sinh an tâm mặt khác thì cũng là chừa một con đường cho mình bởi nói đi nói lại thư cũng có dính dáng tới chuyện này phải đâu đêm nay vong hồn hoài về thật sinh bên trong phòng chẳng nói chứ như thư ngoài này thì được rồi sinh nói vọng ra sau ấy thì để cho Thư khép cánh cửa lại Còn bản thân mình thì quay trở lại giường phản Ngọn đèn bấc vẫn để đó chứ chẳng dám tắt đi Càng về đêm không gian càng trở lên yên tĩnh Thư nằm vạ vật ngoài cửa với tấm mền mỏng Thì cũng chẳng tài nào mà chợp mắt cho được Mà đã thức vào cái tầm giờ này Thì nhiều khi con người ta dễ sinh ra mộng mị lắm Ánh mắt Thư cứ láo liêng nhìn xung quanh Và rồi Chẳng biết anh ta có nhìn nhầm hay là không Thế nhưng lù lù bên ngoài bức tường bao bây giờ Là thấp thoáng một cái gì đó Thư căng mắt ra để nhìn Thế rồi anh ta giật mình sợ hãi đến tột độ Miệng chết cứng không dám la lên Bởi thấp thoáng ở đó là một cái đầu người Một cái đầu đang nhìn thẳng về phía của anh ta mà cười A-di-đà-phật a di phật à Thư nhắm chặt mắt miệng đọc lẩm bẩm câu a với hy vọng nó có thể che chở cho mình thế nhưng vẳng quanh tay anh lúc đó vẫn là một điệu cười nghe vô cùng giận người tiếng gà gáy vang lên khi trời vẫn còn nhá nhem dù ngủ ở đâu thì theo thói quen cứ gà gáy là thư đã tỉnh giấc rồi thức dậy một cái điều đầu tiên nó để ý là phía trong phòng của sinh nhìn thấy tối đen thì nghĩ chắc đèn tối qua cũng đã cháy hết nó cũng không muốn vào làm phiền tới sinh bên trong thế nên là nó đứng dậy rồi lứng thứng đi ra bên ngoài giếng luôn giờ qua mặt mũi việc đầu tiên nó phải làm mỗi sáng là đi chuẩn bị đồ ăn cho bà và cậu chú hôm nay cũng vậy thế nhưng ngay khi định đi làm việc thì nó đã thấy bên gian nhà chính sáng lên ánh đèn dầu bóng dáng bà phú cũng xuất hiện theo đó thư mày qua đây bà báo thư dạo bước đi tới nó cúi chào bà phú miệng hỏi bà dậy sớm vậy ạ à? bà phú gật đầu chưa mày nghĩ việc hai thằng mày gây ra giúp tao ngủ ngon được hay sao mà thôi mày đi vào trong đây theo bước bà phú đi vào bên trong thư thì đứng khép tay còn bà phú thì ngồi thư khi này mới lại hỏi bà bà nghĩ ra được cách gì chưa ạ à? Việc của người sống thì ông nhà mày còn lấp liếm được Đằng này lại là người chết về báo oán Vậy thì chỉ có nhờ mấy ông thầy hiểu biết giúp đỡ thôi Chẹp miệng bà Phú lại tiếp Giờ mày đi sửa soạn đi Sau ấy thì đi lên trên huyện một chuyến Đem việc này nói với ông nhà mày Trên đó còn có thầy này thầy nọ làm nghề Ít nhiều thì người ta cũng biết để mà chỉ đường dẫn lối cho đem đem chuyện này nói nói với ông sao bà biết là giờ chỉ có cách này thì nhưng nghĩ sẽ phải nói ra sự tình cho ông phú biết thì thư sợ lắm đến nước này thì trước sau gì chuyện cũng vỡ lở ra chỉ bằng nói luôn cho ông mày nghe dù sao ông mày cũng làm quan đầu óc sẽ sáng nước hơn sẽ nghĩ được nhiều hơn là tao với mày nghe bà phú nói vậy rồi nhưng mà thư cũng sợ lắm và cũng chính bởi vì ông Phú làm quan Nên là Thư mới sợ Sợ việc khi vỡ lở ra Ông Phú sẽ dùng chức dùng quyền Mà đổ hết tội lên đầu của Thư Lúc ấy thì Thư chỉ còn đường chết mà thôi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Giờ mà không làm theo những gì bà Phú bảo Thì cũng chết à, Vâng Vậy giờ con đi chuẩn bị rồi lên huyện luôn bà Thư gật đầu với vẻ buồn bã khi nó định quay người đi ra thì bà phú níu lại mày khoan đi đã nói rồi bà phú ven áo lấy từ thắt lưng ra túi tiền bà dốc ra vài quan tiền rồi đưa nó cho thư mà tiếp mày định đi người không lên đấy à đây cầm lấy vài quan tiền mà đi được thư vâng dạ nhận lấy số tiền sau đó thì nó quay người đi ra bên ngoài trở về xó xỉnh của mình Thư lấy tay nại và gói ghém lấy nắm cơm còn thừa từ tối ngày hôm qua và vài bộ quần áo chắp vá mà thôi. Xong xuôi đầu đấy là thằng Thư rời đi luôn, chứ không nói với ai câu nào nữa. Đường lên tới huyện bình thường đi mất nửa canh giờ, thế nhưng nay trời đất mới mưa xong, nó loạng choạng phải mất hơn một canh thì mới lên tới cửa quan. Và vừa hay thì trời lúc này cũng đã sáng hẳn, lính gác thấy Thư thì cũng nhận ra đây là người nhà quan lớn Thế nên không ai cấm cản gì mà dẫn vào ngay Thằng Thư đây à Nhà có chuyện gì hay sao mà mày lại lên đây tìm ông thế hả Thấy sự xuất hiện của Thư Ông Phú hỏi Tay thì mân mê nắp chén nước chè Nhà, nhà có chuyện rồi ông ạ à? Thư cúi đầu lắp bắp thưa với ông Phú Đặt chén nước chè xuống Ông Phú ngạc nhiên hỏi lại Có chuyện gì, Mày ngồi xuống để nói xem nào Thư chẳng dám ngồi mà trả lời luôn Chuyện chuyện về ma quỷ ông ạ Nghe Thư nói vậy Ông Phú càng tỏ ra bất ngờ Ông để đứng hẳn dậy mà hỏi Ma quỷ Mày nói rõ ràng ra xem nào Thấy cái điều uy nghiêm của ông Phú Thư cũng sợ Nó chẳng dám dài dòng nữa mà thưa luôn Làm là hồn ma của cháu gái ông giáo về đòi bắt cậu đi ông ạ à. ông phú không nói gì mà ngồi lại xuống ghế ông lại nhớ đến cái vụ kiện cách đây một tháng của ông giáo với thằng con trai quý tử nhà ông chẳng nhẽ ông phú lẩm bẩm ngờ vực ánh mắt sau ấy có phần hơi dữ mà nhìn thư chẳng nhẽ đúng là hai thằng mày đã làm ra cái việc đó là là cậu con chỉ theo hầu Con, không dám Tiền sư nhà chúng mày Ông Vũ không kiềm nổi sự tức giận Mà vơ ngay chén nước trẻ Nắm mạnh về phía của Thư Cũng may sao là chỉ sượt qua mặt nó Chưa vào đầu thì chắc Thư cũng bất tỉnh luôn rồi Xin ông Con xin ông tha cho con Thư sợ hãi tột độ Vội quỳ sụp luôn người xuống Mà lại mà xin Mấy tên lính các bên ngoài thấy tiếng động thì cũng ngay lập tức ào vào. Ông Phú biết việc này không nên để lộ ra ngoài, thì phẩy tay ý như không có chuyện gì. Cánh cửa được đóng vào, ông Phú giờ đi hẳn xuống chỗ của Thư. Ông gằn giọng hỏi. Hai thằng chúng mày đã giết cô gái đấy. Là là cậu, con, con chỉ đi vất xác theo lời cậu thôi. Mong, mong ông tha cho con. Thư mếu máu lại dập đầu lại, ông phú thở dài sau đó hỏi tiếp thằng sinh giờ vẫn ổn chứ cậu vẫn ổn ông ạ à? thư gật đầu đáp lại ông phú không nói gì mà chậm bước quay lại ghế ngồi điệu bộ trầm tư nghĩ việc liên quan tới người sống thì ông còn dựa vào chức quyền mà ém đi được đằng này ma quỷ về đòi mạng ông có muốn thì cũng chẳng giấu được giờ việc duy nhất ông có thể làm có chăng là mời lấy một ông thầy nào đó tài giỏi để về chỉ điểm nhưng cũng không thể mời trong vùng trong huyện này được suy nghĩ một lúc rất lâu ông mới quay ra nhìn thằng thư mà nói được rồi mày ra bên ngoài bảo lính gác sắp xếp cho một chỗ nghỉ ngơi đợi đến tối rồi ông với mày cùng về thư nghe xong thì vâng dạ rồi lùi ra còn lại một mình ông phú lại đăm chiêu suy nghĩ bởi bản thân ông xưa nay cũng không hề quen biết với người nào tài giỏi về đạo pháp tướng số. Giờ bảo tìm thì cũng rất khó, nhưng không tìm thì ông cũng lo cho thằng con trai của mình lắm. Nghĩ trước nghĩ sau, đi tới đi lui, cuối cùng ông Phú cho gọi một tên lính gác vào, sau đó nhỏ giọng căn dặn. Thằng Trư, nay mày không cần ở phủ nữa, mau thay đồ để đi giúp ông một việc. Ông cứ nói à? Người lính tên Trư cúi đầu đáp lại. Hôm nay mày chịu khó đi mấy vùng xung quanh, hỏi giúp ông xem có ông thầy nào tài giỏi am hiểu về tâm linh phong thủy hay là không. Nếu có thì về đây báo với ông. chứ cũng chẳng dám hỏi, anh ta gật đầu rồi sau đó lặng lặng đi làm theo những gì mà ông phố dặn. Qua một đêm ám ảnh, nhìn sinh bây giờ phờ phạc đi trông thấy, bà Phú cạnh con trai thấy nó như vậy thì cũng chẳng buồn mà chửi bới hay trách mắng. Bà chỉ động viên bảo việc hai đứa chúng mày làm ra mẹ sẽ không truy cứu tao cũng bảo thằng thư lên nói chuyện này với thầy mày rồi sớm ông sẽ có cách tìm được người cứu hai thằng chúng mày thôi sinh nghe bà phú nói xong chẳng đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu với những gì đã ám ảnh mình trong những ngày qua sinh cũng chẳng nghĩ được nhiều nữa còn bà phú nói xong thì cũng đứng dậy đi ra bên ngoài có lẽ bản thân bà cũng chẳng còn gì để nói với thằng con trai này nữa rồi. Này, này, ở đầu làng á, có ông thầy xem tướng số hay lắm, con đã đấy xem một tí không? Đi dạo bên ngoài, bà Phú dừng lại tại một sạp nhỏ bán những thứ đồ như châm cài lược trái. Bà đang chọn lựa ngắm nghĩa thì liền dừng tay lại, khi thấy có mấy người dân đang xuống lại đàm tiếu với nhau. Cũng uh, còn sớm nhỉ, Chúng ta ra đó một lát xem nào Đi, mau đi Mấy người bọn họ bảo nhau Rồi kéo nhau rời đi trước con mắt ngạc nhiên Của bà Phú Ngoài đầu làng có việc gì thế hả cô Quay lại nhìn người bán sạp hàng rong Bà Phú tò mò hỏi À tôi nghe đâu ngoài đầu làng Sáng nay xuất hiện một ông thầy coi tướng số Mấy người xem xong về đây Nói chuyện bảo nhau coi hay lắm Thế nên bọn họ mới kéo nhau ra ngoài đấy ấy mà Nghe câu trả lời của bà bán hàng rong, bà Phú không hỏi gì nữa. Bà cũng bỏ luôn món đồ đang xem trên tay xuống. "Bà ơi, món đồ này ở đây chỉ có mình tôi có thôi, bà lấy đi tôi để rẻ cho." Thấy bà Phú bỏ món đồ lại, bà bán hàng đưa tay níu kéo luôn. "Cô cứ giữ lấy cho tôi, ngày mai tôi quay lại để tôi mua giúp cô." Bà Phú nói sau đó thì bước đi luôn. Mặc cho phía sau là cái nhếch mép của bà bán hàng. <laughs> đúng là giàu thường keo kiệt, cầm lên đặt xuống được không mua. đi theo chân những con người đang hướng ra bên ngoài đầu làng. từ xa bà đã thấy một toán người tụm lại với nhau ở nơi gốc đa. đoán chắc ông thầy kia đang ở đấy, thế nên bà càng rào bước nhanh hơn. tới nơi mấy người trong làng nhìn thấy sự xuất hiện của bà phú thì cũng hơi lạ và đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho bà bà phú đi lên thế nhưng bà cũng không muốn chen ngang người đang xem trước đó bà chờ cho người kia xem xong thì mới chủ động bước lại rồi khom người ngồi xuống đối diện ông thầy ánh mắt vừa chạm bà phú ông thầy đã hơi nheo lại nhưng rồi ông vẫn giữ im lặng thể như xem bà phú muốn hỏi gì chào thầy thầy có thể xem giúp tôi một quẻ được không Bà Phú hơi đánh mắt sang ống thẻ bên cạnh rồi hỏi ông thầy. Được, mời bà đút thẻ. Ông thầy gật đầu, cô bé ngồi bên cạnh thầy cũng nhanh tay đưa ống thẻ về phía của bà Phú. Bà cảm ơn. Bà Phú cười hiền hậu nhận lấy ống thẻ từ tay cô bé. Sóc lên sóc xuống mấy cái, một thẻ che rơi ra. Bà Phú đặt lại ống rồi nhặt lên. Nhìn qua, bà cũng không nói thẻ có tên gì, ông thầy nhìn ra được điều khó nói thì liền đưa tay bảo bà cho tôi xem bà phú gật đầu đưa tấm thẻ tre cho ông thầy ngước nhìn tấm thẻ tre đang cầm trên tay sau đó lại nhìn bà phú ông thầy chậm rãi hỏi bà muốn nghe tôi luận quẻ này ngay tại đây không bà phú nghe ra ý của thầy liền đáp lại ngay nhà tôi ở trong làng kia nếu thầy không ngại thì về đó cùng với tôi chưa đợi ông thầy trả lời bà phú liền tiếp luôn một ngày thầy xem được bao nhiêu tiền tôi sẽ trả gấp đôi cho thầy được tôi sẽ về xem cho bà ông thầy đồng ý sau đó quay sang xoa đầu đứa bé bên cạnh mà tiếp chúng ta dọn đồ đi thôi con đứa nhỏ nghe xong thì gật nhẹ rồi thu gọn lại đồ đạc vào bên trong tay nãy hai thầy trò sau ấy đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của dân tình Thế nhưng cũng chẳng một ai lên tiếng cả Dù cho bọn họ rất muốn ông thầy xem cho mình Mời thầy Theo chân bà Phú Mấy người sau đó cũng về tới cổng nhà Đứng trước cánh cổng được xây bằng tường gạch cửa gỗ Có chạm hình hoa văn Ông thầy đã biết ngay Đây là một gia đình địa vị giàu có Ngôi nhà khang trang thật đó Ông thầy mỉm cười nói Bà Phú không đáp lại mà chỉ mỉm cười. Sau ấy mở cổng mời thầy đi vào bên trong gian nhà chính. Mời hai thầy trò lại ghế. Bà Phú tính đi đun nước pha trà. Thế nhưng ông thầy đưa tay ngăn lại. Bà không cần phải khách khí vậy đâu. Giờ bà hãy ngồi lại đây. Tôi sẽ luận quẻ này cho bà. Nghe ông thầy nói vậy, bà Phú đồng ý ngồi lại. Nhưng bà cũng không quá vội vã mà liền hỏi lại. Không biết na hai thầy trò tên gì để cho tôi tiện việc xưng hô." Ông thầy mỉm cười trả lời. "Tôi họ Lý tên Nam, bà cứ gọi tôi là ông Lý là được rồi. Còn đứa nhỏ này là cháu gái của tôi, nó tên là Vân." Thầy Lý giới thiệu xong về bản thân mình thì mới rút trong túi áo ra tấm thẻ che vừa nãy. Ông đặt nó lên mặt bàn, trước con mắt của ba người, thầy Lý nói: "Thẻ này tên Trạch Thủy." lời vừa dứt thì bóng dáng của sinh từ đâu đã xuất hiện trước cánh cửa vừa nhìn thấy sinh một cái ông thầy đã nói luôn xem ra hôm nay tôi xuất hiện tại đây một phần cũng là ở cậu thanh niên này sinh thấy hai người lạ mặt xuất hiện thì cũng lấy làm lạ hắn ta chậm bước tiến tới chỗ của bà phú hắn cũng không hỏi mà chỉ dùng ánh mắt lạ lẫm để nhìn bà đây là thầy trò thầy lý vừa được mẹ mời về bà vũ giới thiệu hai người cho sinh đánh mắt nhìn hai thầy trò sinh cũng chẳng chào lấy một câu mà thản nhiên ngồi xuống sau đó nói ông là thầy vậy ông biết tôi gặp chuyện gì chứ trước một thái độ chẳng hề tôn trọng thầy lý vẫn bình thản ông còn cười mà đáp tôi biết cậu bị ma ám vậy ông có giúp được tôi tôi giúp được nhưng cái giá phải trả là không hề nhỏ đâu Lần này thầy Lý trả lời mà không có nụ cười trên gương mặt nữa Vẻ mặt ông cũng nghiêm lại Và nó không giống như là đang nói đùa Ông muốn có bao nhiêu? Nói về tiền bạc Sinh rất tự tin khi đặt ra câu hỏi Bà Phú thấy con mình kiêu kỳ như vậy thì liền lên tiếng Sinh, con không được ăn nói với thầy như vậy Dù vậy nhưng Sinh cũng chẳng để tâm tới Ánh mắt vẫn đầy sự tự tin nhìn thầy Lý Còn thầy Lý cũng rất thẳng thắn Ông cầm tấm thẻ che lên Sau đó nói Họa lần này Không chỉ đến với một mình cậu Mà nó sẽ đổ xuống cả gia đình này Và chắc chắn sẽ có người phải chết Người đó chính là cậu Giờ nếu cậu muốn Tôi sẽ giữ lại mạng cho cậu Nhưng một trong số những người khác Sống trong nhà này Sẽ phải chết tưởng đâu thầy lý sẽ dừng lại tại đó thế nhưng không ông quay sang bà phú mà nói thêm những gì mà hai vợ chồng bà gây dựng cũng sẽ tiêu tán khi họa lần này ập đến dù có là thần tiên tráng thế cũng không thể giải được cái họa này đâu <laughs> gì mà mạng đổi mạng nếu có người phải chết thì tôi còn cần ông xuất hiện tại đây làm cái quái gì cơ chứ rồi sẽ tán ra bại sản nữa chứ toàn những lời nói dối giờ mau cút ra ngoài cho tôi sợ thì sợ thế nhưng sau khi nghe xong những lời vừa nói của thầy lý hắn cũng chỉ biết bật cười rồi đuổi hai thầy trò ra bên ngoài bà phú thì ngược lại trước những câu hỏi của thầy lý bà tỏ ra rất sợ hãi bà liền quay sang mà quát sinh mày mau ra bên ngoài việc của mày không phải là ở đây Sinh nghe xong không nói gì, hắn ta đứng phát dậy rồi thản nhiên bỏ ra bên ngoài. Có lẽ trong giờ phút này, nơi mà hắn tìm tới lại là nhà của cô đào tên Lan kia mà thôi. Thầy, thầy, những lời thầy vừa nói là là thật sao? Bà Phú lắp bắp hỏi lại. Thầy Lý nắm lấy tay đứa cháu gái đứng dậy, sau đó mới trả lời. Đó là những gì tôi xem ra được còn tin hay không là ở gia đình bà. còn giờ ông cháu tôi xin phép đi trước. nghe thầy lý nói vậy bà phú liền giữ lại. thầy ở lại đã. nếu như lời thầy nói là thật, vậy giờ thầy đi thì tôi biết nhờ ai giúp đỡ đây. tôi sẽ xin tá túc lại ngôi chùa của làng này trong một ngày. nếu cần thì gia đình bà có thể tới đó tìm tôi. và nếu muốn con trai của bà có thể giữ được mạng. Vậy hãy đem tới đó thêm 10 lượng vàng Nói đổi thầy Lý dắt tay đứa nhỏ rời đi Mặc cho bà Phú có đi theo lại nhại bên cạnh Thì thầy cũng không nói thêm một lời nào nữa cả Bất quá thì bà Phú cũng đành quay trở lại nhà Còn trên phố huyện Từ sáng đến tận chiều Ông Phú cũng mang trong mình tâm thế thấp thỏm. Cứ chốc chốc ông lại cho gọi người vào hỏi Xem là anh lính gác tên trừ kia đã về hay là chưa Thế nhưng đâu thể có chuyện đi nhanh như thế được Phải chê ông Phú bảo tìm loanh quanh trong huyện thì chẳng sao Đằng này ông bảo anh ta đi nơi khác để tìm Còn nhanh thì cũng mất vài ngày chứ chẳng ít hơn Hồi mãi cũng lo âu Thế là tranh thủ chờ vẫn chưa tối Ông mới cho người gọi thư sang Sau ông nói với vẻ hối thúc Thôi cửa ở đây mà không có tin tức gì thì ông cũng lo Giờ ông với mày về nhà trước xem sự tình nó như thế nào Nghe ông Phú bảo vậy Dĩ nhiên là Thư không có ý kiến gì cả Nó đáp ngay Ừ vâng Vậy ông có cần chuẩn bị gì thì để con làm à Ông Phú xua tay Thôi không cần Vừa tao đã cho người chuẩn bị hết rồi Nó đòi ông Phú cùng với Thư đi ra Ở bên ngoài Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn Ông Phú căn dặn lính các vài câu Rồi sau đó Mới rời đi trên con đường trở về, ông Phú mới quay ra hỏi tường tận lại mọi việc. Từ cái cách hai thằng nó hành xử cho tới việc mà Sinh đang gặp phải. Rồi cả lời đồn đoán trước kia nữa là do ai đã chuyển ra bên ngoài. Dù không muốn nói nhưng thứ cũng chẳng thể giấu được. Nó có phần sợ sệt mà bắt đầu tường thuật lại. Nói gì thì nói, ở trong cái thôn làng ấy thì Hoài cũng được xem như là người con gái đẹp nhất nhì trong làng. Các đàn ông nào chạm mặt á, thì hầu như đều muốn có được cả. Sinh và Thư cũng chẳng phải là ngoại lệ. Như Thư thân phận thấp hèn thì không nói. Có muốn thì cũng chỉ nhìn được bằng mắt mà thôi. Chứ còn như Sinh thì lại khác. Ngay từ nhỏ hắn ta đã được ông bà Phú nuông chiều hết mực. Muốn gì có đó khiến cho hắn ta và như bao thanh niên khác trong vùng. Sinh cũng đủ mọi cách để tán tỉnh người con gái này. Thậm chí có cả thủ đoạn nữa khi mà chỉ cần có một ai đó khác đến gần tiếp cận hoài là thư đều cho người dọa nạt thậm chí là đánh phủ đầu luôn kẻ đó qua nhiều lần như vậy thì ngoài sinh ra chẳng ai có thể đến gần được hoài nữa cả thế nhưng sau tất cả hoài vẫn chẳng thèm để sinh vào trong mắt của mình và điều này khiến cho một con người như sinh cảm thấy mình bị xúc phạm thế là một suy nghĩ độc chiếm xuất hiện lên trong đầu của hắn và người duy nhất mà hắn tin tưởng để thực hiện mưu đồ này với mình đó chính là thư sinh cho thư ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động của hoài đi đâu làm gì tiếp xúc với ai sau một tuần trời thì sinh đều nắm rõ trong lòng bàn tay hết cả việc chiếm hữu được hoài giờ cũng chỉ chờ đến một thời cơ thích hợp mà thôi ngày một ngày hai trôi qua ông trời hình như cũng muốn giúp sinh khi mà đã cho hắn cơ hội được đối diện với hoài trong một buổi chiều đầy mưa gió đường qua lối lại chẳng một bóng người khi ấy cái ý muốn chiếm hữu hoài được đẩy lên đỉnh điểm Và đồi sinh cũng chẳng nghĩ được nhiều Hắn ra lệnh cho Thư Rồi cả hai ngay lập tức hành động Nhà cửa hôm ấy cũng chỉ có mỗi mình sinh Vì bà Phú đã lên cái sạp vải trên huyện để thăm cô con gái rồi Mưa gió nên hôm ấy bà cũng không thể về ngay được Một mình một không gian Trong căn phòng không chút ánh sáng lúc đấy Sinh đã lột tả biến thành một con dã thú Còn Hoài Cô gái nhỏ khi đó đã như cá nằm trên thớt, dù cho hoài có phản kháng, có chống cự thế nào thì dường như cũng là vô ích. Hành sự xong, sinh thỏa mãn ném cho Hoài một túi bạc, thể như trả giá cho thứ mà hắn vừa cướp đi của cô. Trái ngược với suy nghĩ rằng Hoài sẽ cầm số tiền ấy rồi lủi thổi nhận nhịn bỏ đi, cô không làm vậy. Căm phẫn, uất hận, tội nhục, cùng lúc dồn ép lên cô gái tuổi 18 khiến cho cô không chịu nổi mà dập đầu tự tử ngay tại gian phòng của sinh đứng trước cảnh tượng ấy sinh vẫn tỏ ra vô cùng bình thản hắn cho gọi thư vào và giao cho nó cái nhiệm vụ bất xác của hoài đi thư thì suy nghĩ nông cạn dù có chút sợ nhưng lời sinh sai bảo nó cũng chẳng dám không nghe theo thế là trong đêm mưa gió ấy nó chỉ dùng một cái manh chiếu rách để quấn lấy xác của hoài rồi mang thẳng ra bờ sông để vứt. Nghĩ đầu cái xác đấy sẽ theo dòng nước mà trôi về đâu không ai biết, vậy mà chẳng ngờ. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, người ta nói ăn vùng phải biết chùi mép, đằng này sinh lại không như thế. Đã gián tiếp hại chết hoài, hắn chưa thỏa mãn còn đem cái việc xấu mà mình đã làm kể ra cho bạn bè cùng nghe. Và đó cũng chính là lý do tin đồn được lan truyền rộng ra bên ngoài. Sao trần đời tao lại nuôi ra hai cái thằng ngu như chúng mày được cơ chứ? Nghe xong những gì thư thuật lại, ông Phú tức tối nói. Còn, còn biết tội rồi, mong ông tha cho con mà cứu lấy chúng con. Bắn đi được một lúc thì ông Phú và thằng Thư cũng đánh xe về đến đầu làng. Trời lúc này cũng tối. Thấy ông quan từ trên huyện trở về, lại thêm việc bà nhà sáng nay đi cùng ông thầy tướng số, thì dân làng chỉ trỏ nói qua nói lại, Thế nhưng cũng chỉ là nói nhỏ với nhau chứ nào có dám nói trước mặt ông Phú. Bởi tâm thế họ là kẻ yếu, và miệng một cái mà đến được tay ông thì lại khổ ra. Ông Phú thì cũng chẳng thèm để ý tới những con người kia làm gì. Ông ra hiệu cho Thư đánh xe nhanh hơn về nhà. Thằng sinh đâu rồi? Khi về đến nhà vừa đặt chân vào trong, nhìn thấy bà Phú đang ngồi thẫn thờ thì ông liền hỏi ngay. Nó nghỉ ngơi bên phòng, mà ông trên đó có nhờ được ai giúp không? Bà Phú trả lời và hỏi lại Sáng nay tôi mới cho người đi tìm kiếm Mà đợi đến tận chiều cũng chưa thấy nó trở về Xem tình hình này có lẽ phải chờ đến Hai ba hôm nữa chứ chẳng ít Ông Phú ngồi xuống ghế rồi mới trả lời Thầy thì tôi cũng tìm được rồi Thế nhưng Trước câu nói nặng lòng của vợ Ông Phú tỏ ra ngạc nhiên lắm bởi vì ở đây làm gì có ông thầy nào đâu sao bà lại tìm được cơ chứ bà tìm được rồi sao ông thầy đó là ai ở đâu ông ấy là một ông thầy coi tướng số tôi cũng quên không hỏi ông ấy đến từ đâu nhưng hiện giờ ông ta đang tá túc tại chùa làng ta vậy bà đã nói việc thằng sinh gặp cho ông ấy nghe chưa xem ông ấy có giúp được không ông phú liên tục hỏi lại Thế nhưng đáp lại ông vẫn chỉ là những cái lắc đầu thở dài của bà Phú. Tất nhiên sự xuất hiện của ông ta vào đúng lúc như thế này, chẳng khác nào một cây chuối cho kẻ không biết bơi cả. Dĩ nhiên là tôi có hỏi, có nhờ cậy rồi, thế nhưng... Bà mau nói đi chứ, sao cứ ngập ngừng như vậy? Ông Phú hối thúc. Ông ta nói thằng sinh đúng là bị vong hồn ám theo, ông ta sẽ cứu nó với giá 10 lượng vàng nghe bà phú nói vậy ông phú không còn vẻ gấp rút nữa ông trùng mặc đăm chiêu mười lượng vàng sao với nhà ta thì số vàng đó không phải là quá lớn thế nhưng với một ông thầy lại có thể đưa ra cái giá như vậy thì đúng là hơi khó chấp nhận có khi nào ông ta đang muốn lừa nhà ta ông phú đặt ra nghi vấn nhưng rồi bà phú lắc đầu tiếp lời ngay nếu trả được bằng tiền bằng bạc thì đơn giản rồi nhưng ông có biết ông ta nói gì tiếp không? Ông ta nói gì? Ông Phú ngạc nhiên hỏi lại. Mười lượng vàng là ông ta sẽ giữ lại mạng cho thằng sinh. Thế nhưng, những cái họa lần này là nó giáng xuống cả gia đình ta. Chắc chắn sẽ có người phải chết. Chưa kể, chưa kể. Bà Phú ngập ngừng. Ông Phú nghe tới đây là nóng mặt rồi. Giọng ông hơi hẳn lên đầy khó chịu. Chưa kể làm sao Cái bà này bà mau nói đi chứ Chưa kể nhà ta còn tán ra bại sản nữa Hoang đường Ông Phú nghe xong đập tay nói lớn Sau đó thì ông quay ra ngoài cửa mà nói lớn Thằng Thư đâu Mày vào đây ông bảo Thư vừa mới cột được con ngựa Và rời về chỗ nghỉ của mình Nó còn chưa kịp đặt lưng Thì đã nghe thấy giọng điệu bực tức của ông Phú dù rất sợ thế nhưng nó cũng phải bật dậy mà lóc cóc chạy ra ông ông có gì gọi con ạ à? thằng thư khúm núm trước mặt hai ông bà mà hỏi mày chuẩn bị đèn đi rồi ông với mày đi ra chùa việc này ông phải hỏi rõ ràng mới được không thể lấy cái danh xưng là thầy mà muốn nói gì thì nói được bà phú thấy chồng tức tối như vậy thì can ngăn trời cũng tối rồi có gì thì để sáng ngày mai tôi với ông cùng ra đó ông thầy đó nói sẽ ở lại đây hết ngày mai cơ mà nói vậy nhưng ông phú chẳng nghe ông vẫn quay ra nhìn thằng thư mà thúc mày có nghe ông nói gì không hả cái thằng này thằng thư đang đứng chôn chân nghe cuộc trò chuyện của vợ chồng ông bà khi bị hối lần nữa thì nó mới vâng dạ rồi chạy luôn ra bên ngoài ở gian bên kia có lẽ sinh đã say giấc nên vẻ như hắn chẳng hề biết gì cả Vậy thì tôi sẽ đi cùng với ông Khổ thế cơ chứ lại Biết không ngăn được ông Phú Mà để ông đi một mình thì sẽ lại gây chuyện Thế là bà Phú mới đứng dậy đòi theo Ông Phú nghe xong cũng chẳng bảo gì Hai vợ chồng sau ấy Cùng với thằng Thư đi ra bên ngoài Trong đêm tối Bước chân mấy người chẳng mấy chốc Đã đặt tới cổng chùa Nhìn thẳng vào Vợ chồng ông Phú thấy bên trong có lập lờ ánh đèn bất Thì biết ngay Át hẳn thầy trò hai người kia ở lại đây thật Thế là chẳng nói một lời Ông Phú mặt hầm hầm tiến vào trước Bà Phú thấy vậy cũng tức tốc chạy theo sau Thằng Thư lúc này cột chặt con ngựa Rồi mới vội vàng đi vào Tiến đến cửa ông Phú đẩy mạnh Khiến cho hai cánh cửa gỗ mở bung ra Đập vào vách tạo ra một âm thanh khá lớn Thầy trò ngồi bên trong nhà khi này Cũng hơi giật mình Ông chính là ông thầy đã phán nhăn phán cội cho gia đình nhà tôi Ông Phú hầm hầm nhìn thầy Lý mà nói Đúng là tôi Thầy Lý điềm tĩnh trả lời Còn cô cháu gái trước thái độ của ông Phú bây giờ thì tỏ ra sợ hãi Mà nép sát vào người của thầy Lý <laughs> Buồn thần bán thánh Ông có biết tôi là ai không mà lại phán ra những lời độc địa như vậy Ông Phú nhếch mép khinh bỉ tôi đã nói ngay từ đầu với bà đây rồi những gì tôi nói là những gì mà tôi nhìn ra được còn tin hay không vẫn là ở gia đình tôi không hề bắt ép mọi người phải tin về những lời tôi nói thầy lý đáp lại ông phú chẳng nghe ông hầm hầm lên muốn sổ tới hành hung thầy lý nhưng may sao vẫn được bà phú ngăn lại tôi xin ông tôi xin ông dù sao đây cũng là nơi thờ cúng linh thiêng ông có thế nào thì cũng không được làm loạn lên bất kính như vậy <laughs> được rồi ông muốn xem những lời tôi nói là đúng hay là sai có phải không thầy lý lúc này đã đứng hẳn người dậy nhìn trực diện ông phú mà nói nghe xong lời thầy lý ông phú cũng bình tĩnh hơn hẳn ông đáp đúng vậy trở về nhà đi con trai hai người giờ chắc cũng đang hoảng loạn lắm thầy lý nhắc đến sinh khiến cho mấy người đứng đờ ra Ông Phú sau đó cũng nửa ngờ nửa tin quay sang Thư mà dặn. Mày ở đây canh chừng họ, ông bà về trước. Nếu nửa canh giờ sau ông bà không quay lại đây thì mày cứ áp giải ông cháu này về cho ông. Thư nghe lời ông Phú bảo thì gật đầu liên lịa. Vâng, con sẽ ở đây, ông bà đừng lo. Ông Phú sau đó quay sang thầy Lý mà tiếp. Tốt nhất là ông đừng lừa chúng tôi. Nói dứt lời thì vợ chồng bà Phú kéo tay nhau rời đi luôn. Ông không đi với họ sao? Đợi hai người bỏ đi, cô cháu gái mới ngước nhìn hỏi thầy Lý. Thầy Lý hơi khom người mỉm cười xoa đầu đứa cháu gái. Khi cần, họ sẽ phải quay lại đây tìm ta. Thầy, cậu hai nhà ta đúng thật là bị vong hồn kia ám theo thật sao hay sao ạ? À? Đứng cạnh bên ngoài thì cũng tò mò với ông thầy này. Anh ta liền hiếu kỳ đi lại vào bên trong mà đặt câu hỏi. Cậu là gì trong gia đình này?" Thầy Lý đánh mắt nhìn Thư rồi hỏi lại. "Tôi là gia nhân trong nhà, theo vợ chồng ông bà cũng được gần 20 năm rồi thầy ạ." Thư thật thà đáp lại. Nghe câu trả lời, thầy Lý chưa trả lời ngay mà chậm bước đi tới đứng trước mặt của nó. Ông quan sát Thư một hồi, khiến cho nó cũng đột rẻ mà cúi mặt xuống. Ta thấy cậu cũng không phải là người xấu có chăng cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên mới liên lụy như vậy giờ ta sẽ chỉ cho cậu một con đường nghe hay không là ở cậu mong thầy giúp đỡ ạ à? thư không nghĩ gì mà quỳ sụp đầu gối xuống mong thầy lý chỉ điểm ngay bây giờ cậu hãy rời khỏi mảnh đất này đi càng xa càng tốt và đừng bao giờ quay trở về đây nữa nghe ta cậu chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc đến khi ấy hãy chăm làm việc thiện để trả cái nghiệp của cậu ngày hôm nay. Nghe thầy Lý nói vậy, thư lưỡng lự lắm, vì đơn giản là nó sợ ông Lý, mặt khác thì cũng là ở tình cảm. Dù sao thì nó cũng chung sống với gia đình ông Phú gần 20 năm rồi, đâu thể muốn đi là đi được ngay. Nếu nếu tôi không đi thì sao hả thầy? Thư lắp bắp ngước nhìn thầy Lý và hỏi lại. Thế nhưng thầy Lý không trả lời ông chỉ lắc đầu và cười nhạt. Sau ấy thì chậm rãi quay lại chỗ của đứa cháu gái. Phía bên vợ chồng ông Phú, cả hai người bây giờ cũng đã về tới cổng nhà. Họ vừa đặt bước chân xuống thì đã nghe được những tiếng la hét từ bên trong nhà vang ầm ĩ lên. Lo lắng sợ hãi, cả hai tức tốc mở cổng chạy vào. Tới gian của sinh, tiếng la hét ấy càng rõ ràng hoảng loạn hơn. Ông Phú cũng chẳng chờ đợi mà đạp cửa ập vào luôn. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho hai ông bà không khỏi bàng hoàng sợ hãi. Đứa con trai thường ngày kiêu kỳ hống hách, không biết trời đất là gì, thì nay đang quỳ sụp hai đầu gối xuống đất mà không ngừng vái lại. Miệng còn nói trong sự sợ hãi tột độ. Thả cho tôi, thả cho tôi, xin cô đừng đến đây tìm tôi nữa. Cứ mỗi một câu thốt ra, sinh lại dập mạnh đầu xuống. Máu trên trán giờ cũng tòng tòng nhỏ xuống, khiến cho hai ông bà chứng kiến không khỏi chua sót. Sinh, sinh, còn bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại. Ông Phú lao tới giữ chặt sinh lại, miệng không ngừng chấn an. Sinh ơi, còn làm sao thế này sinh ơi, còn mau bình tĩnh lại đi. Bà Phú cũng chạy lại phụ chồng giữ sinh lại. Thế nhưng hiện giờ nỗi sợ hãi đã lấn át đi tất cả. Sinh chẳng còn nhận ra ai và với ai nữa. Hắn vùng vằng Cút ra, cút hết ra cho tôi. Thấy chẳng còn kiềm hãm nổi sinh nữa, vợ chồng hai ông bà giờ mới nghĩ ngay tới thầy Lý. Ông Phú vội quay sang nhìn vợ mà bảo. Mau, mau, bà mau đến chùa gọi ông thầy kia tới đây ngay. Bà Phú chẳng đáp lại mà gật đầu, thế là đứng dậy rời đi luôn. Hai người vừa rồi còn chẳng giữ được sinh, giờ một mình ông Phú lại càng khó hơn nhưng cứ để thằng con dập đầu thế này thì sớm muộn cũng chết mất. Thế là thay vì để nó tự hành hạ mình, ông Phú bỏ lại sinh rồi chạy ra bên ngoài tìm lấy khúc cây. Trong khi sinh vẫn điên điên khủng khủng, ông Phú đã nhắm mắt mà cầm khúc cỗ rồi đập mạnh vào phía bả vai của hắn. Có vẻ như cú đánh đã có tác dụng. Khi mà sinh không còn van lại nói nhảm nữa, hắn ngả nghiêng lờ đờ rồi sau đó thì gục hẳn xuống. Ông Phú bây giờ mới vất khúc cổ ra rồi đỡ lại sinh lên trên giường. Phía bên kia bà Phú cũng không ngừng nghỉ. Trong đêm tối chẳng một ánh đèn, bà cứ chạy thục mạng để tới được ngôi chùa nhanh nhất có thể. Dù cho bao quanh bà lúc đó là những cơn gió lạnh bùa vây, là những tiếng chó sủa inh ỏi xóm làng. Thầy ơi, thầy ơi, hãy cứu lấy con tôi. Đến cánh cửa chùa, bà Phú đã méo máu gạo vào bên trong. Thằng Thư nghe thấy giọng bà thì chạy ra đầu tiên. Cậu, cậu bị làm sao hả bà? Bà Vũ chẳng để ý tới Thư mà sọc thẳng vào chỗ thầy Lý. Bà quỳ sụp xuống rồi cầu xin. Thầy, xin thầy hãy cứu lấy con tôi. Đã nào tôi cũng trả cho thầy. Thầy Lý nghe xong không lấy làm lạ. Ông nắm tay cô cháu gái rồi bảo. Chúng ta đi thôi con vậy là sau ấy mấy người không nói thêm một lời nào nữa mà tức tốc cùng nhau rời đi về đến nhà thấy mọi sự yên ắng không còn tiếng thất thanh nào nữa khiến cho bà phú càng sợ bà sợ những người thân của mình bên trong ngôi nhà kia đã gặp chuyện vậy nên mới yên ắng tới như vậy nhưng đòi may sao khi vào đến bên trong thấy ông phú ngồi đó thở ngắn thở dài thì bà mới yên tâm hơn thằng thằng sinh thế nào rồi Bà Phú lo lắng hỏi. Ông Phú hất hàm sang gian bên kia mà thở dài. Tôi vừa đánh ngất nó, trói tay trói chân cho nó nằm im trong nhà kia rồi. Thầy, vừa tôi biết mình đã đắc tội với thầy, giờ xin thầy hãy cứu lấy con trai tôi. Đến giờ phút này, ông Phú cũng không dám lên mặt nói lời hỗn sự với thầy Lý nữa. Giọng ông trùng xuống vẻ khẩn xin. Thầy Lý cũng không nói gì nhiều, ông mỉm cười đáp lại những gì nói tôi cũng đã nói rồi giờ nếu hai người đồng ý chấp nhận tôi sẽ cứu lấy cậu ta vợ chồng ông bà phú nhìn nhau ông phú sau đó hất đầu cái nhẹ bà phú hiểu ý bà xin phép thầy trò rồi đi luôn vào gian buồng của hai vợ chồng khi bên ngoài còn chưa nói được chuyện gì nhiều thì bà phú đã vén mảnh bước ra bà không đi tay không mà còn cầm ra một chiếc khổ cỗ nữa coi vẻ như nó rất là nặng. Đặt hộp gỗ ấy trước mặt tất cả, bà Phú chậm rãi mở nó ra. Lắp hộp vừa mở, thư ánh vàng phát ra khiến cho người ta phải thấy lóa mắt. Thế nhưng với những con người đang quay quanh nó, vẻ như họ đã tiếp xúc nhiều rồi, nên chẳng mấy ai là người bộc lộ vẻ bất ngờ cả. Duy chỉ có thư đứng khép lép ngoài cửa bây giờ là đang há hốc miệng. Bởi vì đây có thể là lần duy nhất nó được tận mắt nhìn thấy nhiều vàng như vậy đây là số vàng thầy yêu cầu gia đình tôi đã đáp ứng đủ mong thầy hãy cứu lấy con trai tôi ông phú hạ giọng nói với thầy lý thầy lý mỉm cười đắc ý đáp lại <laughs> được rồi tôi sẽ giúp con trai hai người giữ được mạng thư đứng bên ngoài cửa nghe xong thì cũng đi vào nó nhìn thầy lý mà hỏi vậy vậy còn tôi thì sao hả thầy những gì cần nói với cậu ta đều nói rồi nghe hay không là ở cậu thầy lý trả lời rồi quay lại nhìn vợ chồng ông phú thầy tiếp phiền mấy người trông cô cháu gái này giúp ta khi nào xong việc ta sẽ quay trở lại vâng vâng thầy cứ an tâm ạ à? bà phú gật đầu đáp lại thầy lý sau đó không nói gì nữa mà với lấy tay nại của mình rồi đi sang bên gian của sinh đi đến ngoài cửa thôi thầy lý đã cảm nhận được một mùi máu tanh nồng nặc Ông cũng không tỏ ra bất ngờ khi đã đoán biết được từ trước rằng sinh đang gặp nguy hiểm. Chậm rãi đưa tay lên mở cửa, gió từ bên ngoài theo đó lùa vào, khiến cho ngọn đèn bấc tắt đi cái rụt. Căn phòng phút chốc chìm trong bóng tối. Dù có một cảm giác hơi lạnh người, thế nhưng thầy Lý vẫn không lộ ra vẻ rụt rè lo sợ. Ông từ từ hạ tay nải của mình và lọ mọ lấy ra một cây hỏa chết thổi một hơi nhẹ, một đóm lửa nhỏ sáng lên. Thầy Lý theo đó tiến thẳng đến chỗ ngọn đèn bấc. Châm sáng lên ngọn đèn, nhìn quanh gian nhà thì toàn là vết máu. Còn sinh thì giờ vẫn đang nằm bất động trên giường và được trói chặt tay chân. Nặng nghiệp thật. Thầy Lý nói rồi chậm rãi bước đến gần chỗ của hắn ta. Ông đặt tay lên người của sinh rồi lăn nhẹ hắn ta quay về hướng của mình. Chẳng biết có phải do sinh mất máu quá nhiều do tự làm thương mình lúc vừa nãy hay là không. Thế nhưng giờ nhìn cậu ta tàn tạ, gương mặt ngoài những vết máu khô thì đã tím tái đen kịt lại như một cái xác chết. Thầy Lý nhìn vậy vẻ vẫn bình tĩnh, ông chậm rãi quay lại chỗ mình vừa hạ tay nãy. Sau lấy ra nhang thơm, bút lông, nghiền mực khô và một đốt gỗ nhỏ nhìn như là trầm. Cầm những thứ ấy tiến lại chỗ ngọn đèn bấc đang cháy phập phùng thầy lý mượn lửa ngọn đèn bấc châm nhang sau thì mải mực và cả chút bột từng đốt chầm kia nữa pha trộn hai thứ ấy vào với nhau xong thì nén nhang cũng đã cháy được một nửa tàn nén nhang không được cứng nên cũng vương đầy trên mặt bàn thầy lý nhẹ nhàng lấy thêm một ít tàn nhang rồi sau đó dập tắt nén nhang đang cháy dở gạt một ít nhang vào nguyên mực đã được pha sẵn thầy lý đánh đều rồi tiếp theo mới cầm lên cây bút lông và một tờ giấy màu vàng chưa hề đục nét vẽ. Hơi đánh mắt lại nhìn sinh một cái, thầy lý sau mới tiến hành làm phần việc của mình. Đầu cây bút lông được chấm vào nghiêng mực, những nét vẽ mờ rồi đến đậm cũng dần dần được phát lên trên tờ giấy màu vàng. Cửa chính cửa sổ đang đóng chặt, thế nhưng cũng chẳng biết gió có thể từ đâu mà lùa vào được, khiến cho ngọn đèn bất trước mặt thầy lý đung đưa nghiêng hẳn sang một bên, tránh không để đèn tắt thầy lý còn phải dùng một tay che gió trong lúc mình vẽ bùa một đạo bùa rất nhanh sau đó cũng đã được hoàn thiện tiện trên mặt bàn đây còn cốc nước trắng thầy lý mới đốt đạo bùa ấy rồi thả luôn vào bên trong đó kỳ lạ lửa với nước gặp nhau thế nhưng đạo bùa chẳng những không tắt mà còn trái phừng lên to hơn chẳng mấy chốc mà cốc nước trắng đã đen đục lại thầy lý cầm lên cây bút lông rồi lại dùng đầu kia của bút đánh tan thứ hỗn hợp xong xuôi ông mới cầm cốc nước ấy đi lại chỗ của sinh đang nằm bất động một tay cầm cốc nước một tay đỡ sinh nhẹ nhàng ngồi dậy thầy lý cho hắn uống từng chút một cái thứ nước kỳ lạ ấy khi cho sinh uống xong thầy lý để hắn nằm lại xuống giường rồi ngồi cạnh để quan sát bên gian nhà kia từ lúc thầy lý sang bên gian của sinh cũng là chẳng còn ai ngồi trong phòng nữa Bọn họ đều đi ra mái hiên nhà rồi đánh mắt nhìn sang. Đã nửa canh giờ trôi qua, ánh đèn thì vẫn phập phùng sáng. Không âm thanh, không tiếng động thì lại khiến cho vợ chồng ông Phú lo lắng. Bà Phú lúc ấy còn hỏi. Có, có khi nào thầy Lý xảy ra chuyện gì được không? Tôi thấy bên đó yên nắng quá. Ông Phú cũng lo lắng chẳng kém, thế nhưng đứng trước câu hỏi của vợ, ông làm sao có thể trả lời được chứ? đối quá ông mới quay sang thằng thư mà bảo thư hay mày đi ra ngó xem thế nào thư đang chăm chú nghe ông phú nhắc tới tên thì liền giật mình nó lặng mất vài giây rồi bâng dạ toan đi luôn thế nhưng lúc này cô cháu gái của thầy lý lại giật túm áo của bà phú mà lắc đầu ý như muốn bà bảo thư ở lại khoan đã cứ chờ thêm một lúc nữa xem thế nào bà phú hiểu ý liền nói với thư ngay mấy người sau ấy lại tiếp tục chăm chăm ánh mắt nhìn sang còn với thầy lý sau khi ngồi quan sát được một lúc ông thấy tình hình của sinh vẻ đã ổn hơn rất nhiều khi gương mặt của hắn không còn những vệt gân đen sì nổi lên sắc cũng tươi hơn chứ không còn thâm thì như lúc vừa nãy nữa vén tay áo của sinh lên thầy lý kiểm tra lại mạch cho hắn thấy mạch đang đập ổn trở lại thì thầy cũng an tâm mà quay trở lại phía cánh cửa chính và cửa sổ tại đây thầy lý lấy ra hai đạo bùa màu vàng rồi dán lên chính giữa từng cánh cửa một dán xong thì ông quay trở lại cầm lên bó nhang vừa mới dùng ban nãy thầy lý đưa nó về phía ngọn đèn bấc đang cháy mới đưa vào bó nhang đã bắt lửa và cháy phừng lên một cách khác thường thế nhưng thầy lý không hề để ý tới nó ông vẫn bình thản mà đưa tay phải mạnh một cái lửa tắt Làn khói trắng mịt mù tỏa ra khiến cho không gian căn phòng càng trở nên ngột ngạt hơn. Cầm bó nhang đang lan khói trên tay, thầy Lý bắt đầu đọc lầm nhẩm những câu từ. Cứ mỗi một chữ thoát ra thì những cánh cửa sổ cửa chính lại vang lên những thanh âm lẹt kẹt, nghe như là có ai đó đang ở bên ngoài, đang không ngừng động tay vào. Ta đã ở đây, vong hồn còn không chịu xuất hiện hay sao? Thầy Lý nói rồi đánh mắt nhìn quanh gian phòng. Từ từ một cái bóng trắng dần dần hiện ra và ngồi sẵn trên thanh gác căn nhà. Ánh mắt cô ta nhìn xuống thầy Lý, vẳng trong không trung là câu nói lạnh lẽo. Ông là ai? Xuất hiện ở đây là muốn chết thay cho hắn hay sao? Ta họ Lý, đến đây để giữ lại mạng cho cậu thanh niên này. Thầy Lý đáp lại, ánh mắt ông hướng nhìn về phía sinh đang nằm bất tỉnh. Âm dương là hai thế giới khác nhau Không thể vì oán hận mà cô muốn đem cậu thanh niên này đi được Nghiệp cậu ta gây ra sẽ có nhân quả báo ứng Thầy Lý Điểm Tĩnh nói tiếp Nhân quả báo ứng <laughs> Nếu trên đời tồn tại nhân quả báo ứng Vậy sao người chết lại là ông cháu tôi chứ không phải là hắn Ông cháu tôi đã làm gì gây đăng nghiệp để ông trở phải dồn chúng tôi vào con đường chết Giọng nói ai oán kèm tiếng cười than trách vang lên, đủ thấy vong hồn này đã phải chịu rất nhiều cay đắng. Thầy Lý vẻ mặt cũng đồng cảm, thế nhưng không phải vì thế mà ông để cho vong hồn này mang sinh đi. Nếu để vậy thì ông còn xuất hiện ở đây làm gì nữa cơ chứ? Nhân không thể gieo một đời, nghiệp cũng không thể trả cho một đời. Mọi thứ đều là số mệnh. Cô hãy buông bỏ oán thù, ta sẽ giúp cô được đi đầu thai. Còn nghiệp của gia đình này trời đất biết họ tất sẽ phải trả trời đất biết sao <laughs> vậy ông trời có biết những gì họ đã làm với tôi hay không thành lý không rõ sự tình và ông cũng không muốn quan tâm đến nó việc của ông là cân bằng hai thế giới âm và dương đã xuất hiện ở đây vậy thì thầy lý chắc chắn sẽ không để vong hồn ấy làm hại đến sinh thầy vẫn giữ đúng tôn chỉ mà tiếp ta không biết cô đã chịu đau khổ ất ức gì nhưng âm thì không thể phạm tới dương ta sẽ không để cô hại cậu thanh niên kia và như ta đã nói nghiệp của gia đình này rất nặng trời đất chắc chắn sẽ không tha giờ cho dù cô có hại đến họ vậy thì cũng chỉ là gây thêm nghiệp cho mình tự biến mình thành cô hồn giá quỷ mãi mãi không được đi siêu sinh mà thôi vậy thì tôi sẽ cho ông chết cùng với cả cái gia đình này Giọng nói dữ dằn vang lên, căn phòng ngay lập tức trở lên lạnh lẽo. Những cánh cửa được đóng chặt lúc này cũng rục dịch sau đó thì rầm rầm như sắp sửa bị phá bung ra. Thầy Lý không nói, ánh mắt ông trùng xuống, miệng thở dài, sau đó cũng bắt đầu đưa tay và kết ấn. Trước là cửa lẻo lẹt kẹt, giờ là những vật dụng bên trong căn phòng. Mọi thứ đều di chuyển rồi bất ngờ bay lên và lao thẳng về phía của thầy Lý dù đã có tuổi nhưng bước chân thầy vẫn rất linh hoạt để tránh né. Sau đó thì bắt đầu chống trả lại. Một, hai, rồi ba đảo bùa được thầy Lý vẽ lên không trung rồi chỉ tay hướng thẳng về phía của vong hồn. Dù chẳng có gì thay đổi, thế nhưng vong hồn ấy hiện giờ như đang bị một sợi xích trói buộc. Nó khiến cho cô ta không thể di chuyển đi đâu. Đồ đạc trong phòng khi này cũng bất động về hiện trạng vốn có buông bỏ chấp niệm sớm ngày siêu sinh hy vọng việc làm ngày hôm nay của ta là đúng thầy lý nói sau ấy thì nhìn quanh gian phòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó cuối cùng ánh mắt ông dừng lại tại một cây châm ngọc đang nằm bất động bên dưới nền nhà tiến tới cầm cây châm ấy lên miệng sau đó lẩm nhẩm phải mượn tạm của con rồi tay cầm cây châm ngọc tay khác dùng ấn vẽ lên đạo bùa trên mặt bàn Thu Vẽ xong thầy Lý hướng tay phất lên Đạo bùa đang nằm im cũng bay lên trên không rồi bốc cháy Ánh mắt ông lúc này nhìn về phía của vong hồn Đang lơ lửng mà có chút gì đó không kiên định Nhưng rồi, việc cần làm thì vẫn phải làm Thầy Lý thở dài nhắm chặt mắt rồi bắt đầu đọc nhanh hơn những câu khẩu chú Ta hận các người, ta sẽ không tha cho các người Giọng nói ai oán cuối cùng vang lên phong hồn ấy dần dần mở nhạt đi. Sau đó không rõ nữa mà hóa thành một làn khói trắng, rồi dần dần bị hút vào trong cây châm ngọc mà thầy Lý đang cầm ở trên tay. Cùng lúc này, những dị tượng ở bên trong gian phòng cũng chẳng còn xuất hiện nữa. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Thầy Lý ánh mắt thoáng buồn mà nói, sau đó thì thu dọn lại đồ đạc của mình và mở cửa phòng bước ra bên ngoài thầy thầy ra rồi vừa thấy thầy lý xuất hiện mấy người đã chạy lại đỡ và hỏi han ngay thầy thầy con tôi được cứu rồi chứ thằng sinh thằng sinh sao rồi thầy ánh mắt thầy lý nhìn vợ chồng ông phú hơi sắc sau đó bình thường mà trả lời tôi đã giữ được mạng cho cậu ta vong hồn kia cũng đã bị tôi thu lại rồi vừa nói thầy lý vừa giơ lên trước châm ngọc thầy thầy đã giữ vong hồn nó ở đây ư vong hồn cái hoài ở đây sao thầy mấy người vẻ ngạc nhiên hỏi lại thầy lý đúng vậy thầy lý gật đầu xác nhận sao sao thầy không diệt trừ nó luôn đánh cho nó không thể siêu sinh phải đấy thầy ông phú hỏi lại thư cũng đùn đẩy chêm vào đến lúc này thì thầy lý không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa cây châm ấy cho đứa cháu gái mà bảo con phải giữ cây châm này thật cẩn thận cô bé nhận lấy bằng cả hai tay rồi gật đầu cất nó vào bên trong người của mình đúng là lòng dạ của con người khi đối diện với những thứ làm tổn hại đến mình họ sẽ luôn tìm cách diệt trừ tận gốc mối đe dọa thậm chí họ còn chẳng bao giờ tự hỏi lại rằng vì sao chuyện đó lại đến với mình chẳng bao giờ nhìn lại việc xấu mình làm mà cuối cùng chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là bản thân và lợi ích. Thôi, thầy giúp con tôi giữ được mạng là gia đình tôi đội ơn thầy. Nhìn thầy có vẻ cũng mệt rồi. Thôi thầy vào trong nhà rồi để tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho hai thầy trò. Việc ở đây giờ đã xong nên tôi cũng không dám làm phiền tới gia đình. Giờ thầy trò tôi xin phép về lại ngôi chùa kia để nghỉ ngơi. Sáng ngày mai sẽ rời đi. À còn nữa, Thầy Lý ngập ngừng rồi lấy trong người ra một mảnh giấy nhỏ, đưa nó cho bà Phú, thầy Lý tiếp. Sáng ngày mai bà hãy đi mua những vị thuốc này về sắc cho cậu ta uống. Sau ba ngày sức khỏe cậu ta sẽ bình phục trở lại. Nhận lấy tờ giấy của thầy Lý, cả hai ông bà đều ngó vào xem qua. Đúng thực là trong đây có ghi vài vị thuốc bổ mà hai người biết. Cảm ơn thầy, sáng ngày mai tôi sẽ đi mua cho cháu nó nhưng còn giờ trời cũng tối quá rồi không gì hai người hãy cứ ở lại đây đến sáng ngày mai rồi đi bà phú cảm tạ giữ chân thầy lý thế nhưng ý của thầy đã quyết thì khó mà thay đổi được ông xua tay đáp lại không dám phiền gia đình còn số vàng kia giờ cho phép tôi được mang đi nói rồi thầy lý chủ động bước vào trong nhà rồi ôm lên chiếc hộp gỗ khi quay ra thì cũng nắm lấy tay đứa cháu gái rồi bước thẳng đi trước con mắt ngỡ ngàng của ba người thế nhưng cũng không một ai đứng ra ngăn cản họ họ đợi thầy lý rời đi thì mới đi luôn sang phòng của sinh xem thể trạng của hắn hiện giờ thế nào đúng thực là so với lúc ông phú vất vả khống chế sinh thì giờ nhìn hắn đã khá hơn rất nhiều nhìn con trai ổn hơn thoạt đầu vợ chồng ông phú còn mừng nhưng đợi sau đó ông phú lại hơi nhăn mày chẹp miệng mà nói chỉ có khô chân múa tay một lát mà đã lấy đi được của gia đình nhà ta mười lượng vàng đúng là hai ông nói vậy là sao bà phú hỏi lại thằng thư tối nay mày hãy ở lại đây trông coi cậu ông phú nhìn thư mà nói sau đó thì đánh mắt ra hiệu cho bà phú đi sang bên kia để nói chuyện với mình bà có nghĩ ông thầy đó vừa dựng ra chuyện này để lừa tiền gia đình nhà ta không sao ông lại nói như thế chẳng phải lúc tôi với ông về thằng sinh nó như thế nào mình lại không rõ hay sao bà phú gạt ngay đi suy nghĩ của chồng biết là vậy nhưng mấy ông thầy bùa này thì biết làm sao được nếu ông ta đàng hoàng thì sao lại cứ muốn rời đi nhanh như vậy ông phú vẫn chẳng bất ngờ vực mà nói ông cứ suy đoán bừa bãi mang vạ cho thầy như thế thì nhà mình lại gây thêm nghiệp đấy mà nếu đúng là ông thầy ấy lừa đảo thật vậy cứ xem như số vàng kia chúng ta mang đi cứu tế dân nghèo chẳng đi đâu mà thiệt cả dù gì thì số đó cũng không đáng là bao cả hết nước nên bà phú cũng chỉ đành nói như vậy ông phú nghe xong thì cũng không bảo gì nữa mà chỉ thở dài đơn giản ông cũng chẳng muốn nghĩ nữa vì càng nghĩ chỉ khiến ông thêm tiếc của hơn mà thôi phía bên kia hai thầy trò rời đi thì đúng là quay trở về ngôi chùa kia để tá túc thực Lúc này thầy Lý mới mở rương ra. Bên trong quả vẫn nguyên 10 lượng vàng mà gia đình ông Phú đã chuẩn bị. Sao lần này ông lại lấy nhiều như vậy à? Cô cháu gái nhìn vào số vàng rồi hỏi thầy Lý. Rồi con sẽ biết. Thầy Lý mỉm cười xoa đầu đứa cháu gái sau tiếp. Được rồi, ông cháu ta nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn phải đi sớm nữa. Cô bé nghe thầy Lý nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nhẹ nhàng ngả đầu xuống gối vào lòng của thầy. Sang đến ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, ngoài đường chỉ lập lờ đâu có hai ba người đi phiên chợ sớm, thì đã thấy thầy Lý dắt tay cô cháu gái cùng nhau ra khỏi làng mạc. Hai người họ đi cho tới tận khi trời sáng hẳn thì mới dừng lại để nghỉ ngơi. Tiền cũng là mở sạp xem tướng cho người dân ở vùng đây luôn. Về tới tận chiều tối thì hai người dừng bước tại một ngôi chùa nhỏ tại địa phận huyện HH. Tiếng trời loạt xoạt vang lên khiến cho thầy Lý chú ý tới. Đánh mắt qua thì thấy một nhà sư đang thư thả quét lá cây dưới gốc bồ đề. Thầy Lý lúc này mới quay sang mỉm cười nói với cô cháu gái. Chúng ta vào thôi con. Dứt lời thì cả hai tiến bước vào bên trong. Nhà sư đang quét lá thấy có người đi vào thì cũng dừng tay lại mà đánh ánh mắt ra nhìn. Chào thầy, hai ông cháu chúng tôi có việc đi qua đây, mà giờ trời tối quá không thể tìm được chỗ nào nghỉ ngơi. Thầy có thể cho ông cháu chúng tôi nghỉ lại đây một đêm được không? Nhà chùa tuy không được rộng, nhưng cũng có phòng trống cho mọi người nghỉ chân. Nếu ông cháu không chê thì có thể ở lại. Nhà sư cười hiền hậu, đáp lại. Cảm tạ thầy, có chỗ che mưa che nắng đã là tốt với ông cháu tôi rồi. Thầy Lý điềm đạm cúi nhẹ đầu đáp lại. Nhà sư sau đó ra ý hai ông cháu xem họ đã muốn đi nghỉ chưa. Thế nhưng thầy Lý nói ngay. À, phiền tới nhà chùa, tôi vẫn còn một việc nữa. Mong thầy có thể giúp đỡ. Mời thí chủ cứ nói. Nhà sư ngạc nhiên hỏi lại. Thầy Lý gật đầu rồi quay sang bảo đứa cháu gái lấy cây châm ngọc của mình ra. Cầm cây châm ngọc bằng cả hai tay. Thầy Lý tiếp. Mạn phép thầy hãy cho tôi gửi lại cây châm ngọc này Tại nơi tam bảo của nhà chùa có được không? Nhà sư nhận cây châm ngọc xem qua Ánh mắt ông hơi nheo lại oan khí nặng quá Xem ra phải rất lâu mới có thể hóa giải được Cảm phiền thầy đồng ý Thầy Lý cúi nhẹ đầu hạ giọng nói Sau đó thì ông mở chiếc hộp gỗ và lấy ra một thỏi vàng Chỗ này tôi xin công đức lại cho nhà chùa để nhà chùa có thể sửa sang lại tam bảo. Nhà sư nhìn thỏi vàng sáng lấp lánh, sau lại nhìn cây châm ngọc đang cầm trên tay, ông tiếp: châm ngọc tôi có thể giữ lại, còn vàng thì thí chủ hãy mang nó đi. Thầy lý vấn đề thỏi vàng ở đó mà tiếp. vậy thầy hãy cho tôi gửi lại số vàng này ở đây cùng với cây châm ngọc. nếu sau này chẳng may ở đây có xảy ra tai ương thì phiền nhà chùa hãy mang chỗ vàng này ra để cứu tế cho người dân thầy lý nói tới đây mà nhà sư không nhận cũng khó thế là nhà sư cúi nhà đầu đáp lễ vậy tôi sẽ đứng ra giữ số vàng này thay thí chủ chẳng hay thí chủ tên họ là gì để tôi tiện xưng hô cũng như chẳng may sau này có gì thì thầy lý nghe nhà sư hỏi lại thì liền mỉm cười cứ lấy tên nhà chùa là được tôi cảm tạ thầy nghe thầy lý trả lời vậy thì nhà sư cũng không hỏi nữa câu chuyện của cả hai cũng dừng lại tại đây có lẽ với việc làm vừa rồi của mình thì số vàng còn lại thầy lý cũng sẽ chẳng giữ lại cho riêng mình làm gì có thể sẽ là ở một nơi khác xa xôi hơn nghèo khổ hơn số vàng ấy sẽ được thầy lý sử dụng còn tại nhà ông phú dù sinh đêm qua đã có những chuyển biến tốt Thế nhưng phải đến tận chiều tối ngày nay thì Sinh mới mơ màng tỉnh dậy được. Nhưng ngay khi tỉnh dậy thì tinh thần của Sinh vẫn hoảng loạn lắm. Hắn ta vẫn luôn miệng không ngừng kêu cứu. Chỉ đến khi được cả gia đình Gìm lại trấn an thì Sinh mới tỉnh táo ra hơn được. Nó, nó đâu rồi mẹ? Còn, còn hỏi nó đâu rồi? Sinh lắp bắp nhìn ông bà Phú mà hỏi. Vòng hồn kế hoại được một ông thầy bắt đi rồi. Từ nay con không phải lo sợ nữa. Nó không thể về tìm con được nữa đâu Ông Phú vỗ vai sinh trấn an Nghe xong sinh mới thở phào Và đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi Đang không ngừng rỉ ra trên gương mặt Con không sao là tốt rồi Giờ cứ nghỉ ngơi đi Mẹ sắc thuốc cho con kia rồi Chỉ có uống vài ngày là sẽ khỏe ngay thôi Bà Phú động viên con trai, sau đó thì ra hiệu cho Thư đi xuống mang thuốc lên cho sinh còn sinh thì biết việc đã được khóa giải thì hắn ta cũng bình tĩnh mà ngả lưng lại xuống giường tuy vậy nhưng mặt mày vẫn hoang mang lắm và đây có thể sẽ là một cú sốc ám ảnh hắn ta suốt cả quãng đời còn lại vợ chồng ông phú sau đó cũng rời ra bên ngoài hình ảnh sinh tự hành hạ mình đêm qua biểu cảm sợ hãi lúc vừa rồi kèm theo là cái việc xấu hắn đã làm thì ông bà giờ cũng chẳng ngờ vực thầy lý lừa đảo nữa cả hai chắc chắn thằng sinh bị vong cái hoài về đòi mạng thật nhưng như vậy cũng đủ chứng minh thầy lý là một ông thầy tài giỏi những gì ông ấy nói ra chắc chắn không phải cho vui phải chi thầy lý không nói sẽ có người trong gia đình phải chết thay thì không sao đằng này ông nói rồi khiến cho gia đình ông phú dù sống nhưng mà cứ thấp thỏm khi không biết người chết có phải là bản thân mình hay là không và khi tâm can con người dễ sinh ra những suy nghĩ lệch lạc những việc làm bất chấp để giúp cho tâm thế an yên trở lại trải qua hơn nửa tháng trời nặng lòng một ý nghĩ xấu xa đã bắt đầu hình thành lên trong đầu của ông ngày hôm ấy có mặt hai người là vợ chồng ông phú ông phú mới thở dài than thở cứ suy nghĩ như thế này thì sớm muộn gì tôi cũng chết mất giờ tôi có ý này bà nghe xem có được không trong những ngày đã trôi qua, bà Phú cũng lo lắng chẳng kém. Thậm chí là còn suy nghĩ nhiều hơn cả ông nhà. Mất ăn mất ngủ, nhìn bà cũng tiểu tụy đi nhiều lắm. Ông có cách gì? Nghe chồng đề ra cách, bà Phú rầu rĩ hỏi lại. Ông thầy lý đó đã nói trong gia đình ta sẽ có một người phải chết, nhưng không hề nói người đó là máu mủ ruột ra. Chẳng nhẽ, bà Phú ngờ vực hỏi lại đúng là như vậy người ông phú đang nghĩ đến bây giờ là thư ông muốn đem nó ra để làm con tốt thế đem nó ra để chết thay cho cái gia đình này nhưng như vậy có được hay không và ông định dùng cách nào bà phú lắp bắp hỏi lại ông phú nở một nụ cười gian dào bà đừng lo <laughs> sau nụ cười nham hiểm ấy là cả một toan tính đã được lập sẵn và thằng thư qua sự việc vừa rồi thì nó cũng không nghĩ gì nhiều Mà tiếp tục đi theo hậu hạ gia đình nhà ông Phú Mọi thứ cứ yên bình trôi qua được đâu tuần một tuần nữa Thì đụng một cái Ông Phú cho người về bắt lấy thư Áp giải nó ra ngay đỉnh làng Trước mặt bao nhiêu người dân Ông Phú lật lại cái chết của Hoài Sau đó thì đọc bản tội trạng dài nhiều trang Nói về quá trình thư sát hại Hoài Cho toàn thể người dân nghe Thằng Thư đang yên đang lành bỗng dưng bị buộc vào tội giết người Thì nó cay đắng lắm Giờ nó mới nghĩ lại lời của thầy Lý từng chỉ điểm cho nó Rồi sau đó lại ngước nhìn trời đất mà nở một nụ cười bất cần Nụ cười chua xót Nhìn lại về phía gia đình ông Phú Đôi mắt nó óng ánh lên những hạt long lanh Miệng nói bất mãn Uổng công tôi sống có nghĩa có tình với gia đình các người Để rồi cuối cùng lại là kẻ phải chết thay hỗn xược Ông ta vô oan cho tôi Chính con trai ông ta mới là kẻ giết người Thằng Thư quay ra nhìn những con người có mặt mà nói lớn Nó muốn giải thích, muốn nói thêm Nhưng đội ông Phú cũng chẳng cho nó có cơ hội được nói Dám nói năng bấy bậy à? Người đâu? Mau tát miệng Sau lệnh của ông Phú Hai người lính đứng đó nhanh chóng áp vào giữa người của Thư Một người khác tiến lên trước với vẻ hầm hầm sau đó thì liên tục là những cú tát như trời giáng xuống mặt của thư thằng thư bị vạ cho toét mồm máu me văng ra khiến cho nó choáng váng không thể nói được nữa đến khi hai người lính nhả tay thì cũng là lúc nó gục xuống ông phú lúc này mới phán giết người phải đền mạng bắt giam nó lại chờ đến tháng sau thì đem ra xử miệng thì nói vậy thế nhưng ông phú nào có làm vậy tránh đêm dài lắm mộng bắt giam thư được đâu ba ngày là ông đã cho người giải quyết cái mạng quèn của nó rồi còn đâu thân phận nghèo hèn không người thân thích thành đã thẳng thư có chết lúc nào thì cũng chẳng ai mà quan tâm cả điều người ta quan tâm đến bây giờ chính là cái chết của hoài được ông phú bất ngờ lật lại dân trí còn thấp chẳng ai thèm màng đến quá trình ông phú điều tra họ chỉ nhắc đến cách xử án của ông phú họ khen lấy khen để ông phú nói ông liêm chính nghiêm minh không cậy có chức có quyền mà bao che cho người bên trong nhà mình. Điều này diễn ra cũng đúng như những gì mà ông Phú đã dự đoán từ trước. Vừa giải được cái nỗi lo của gia đình, vừa lấy được lòng của người dân. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lại nhắc đến thằng Thư, sau cái chết của nó, dù gia đình ông Phú cũng thấy có chút tội lỗi, thế nhưng tâm thế của những con người trong gia đình nhà ông đã tốt hơn rất nhiều. Dần dần, Ngày một, ngày hai qua đi Cái việc về thằng Thư cũng chẳng được ai nhắc tới nữa Tầm thanh thản, đời bình an Sau lần ấy việc làm ăn của gia đình sinh cũng chủ động tham gia vào Chẳng biết phải cái duyên hay không Nhưng từ ngày sinh tiếp quản Thì việc buôn bán ngày một phất phát lên Từ một cửa hàng vải trên huyện Giờ sinh đã mở thêm hai Rồi sắp sửa là ba cửa hàng nữa rồi Chưa hết con đường quan trường của ông Phú thì cũng đã có những bước tiến vượt bậc. Từ một chức quan tri phủ thì chỉ sau hơn một năm, ông đã được người ta đề bạt lên làm tuần phủ. Mọi may mắn khiến cho ông Phú càng tin chắc những việc làm trước đây của gia đình mình là đúng. Thế nhưng họa thì vẫn là họa, nghiệp vẫn là nghiệp. Sự xuất hiện của thầy Lý Âu cũng chỉ là giúp cho cái nghiệp đến với gia đình ông Phú chậm hơn một chút mà thôi. Ông ơi, Hôm nay không biết có chuyện gì mà quan binh về đây đông lắm ông ạ. Vợ chồng ông bà Phú đang ngồi nhâm nhi ly nước trà thì bên ngoài cổng tên gia nhân chạy sộc vào bẩm báo. Tên gia nhân này tên là Sơn, được ông Phú nhận và làm ngay khi thư bị loại bỏ. Sơn cũng là người ở đây, năm nay nó mới 16 tuổi, gia cảnh nghèo khó nên nó mới phải bán mình và làm cho ông. Quan binh về đây à? Ông Phú đặt chén nước trà xuống với vẻ đầy khó hiểu. Nói gì thì nói thì giờ ông cũng cai quản khắp cái vùng này Từ trên xuống dưới Nếu như có ai đó từ trên triều đình xuống hay gì Thì ông cũng phải nghe qua rồi chứ Vâng ông ạ, à, người ta đi đông lắm Sơn gật đầu Thế mày thấy người ta đi hướng nào? Ông Phú hỏi lại Sơn chỉ tay gióng giặc Hình như đi về phía nhà mình ông ạ à. Lời Sơn vừa dứt thì bên ngoài có tiếng gõ cổng ánh mắt ba người ngạc nhiên hướng ra sơn không vội ra mở cổng mà đánh mắt lại nhìn vợ chồng ông phú như muốn xin ý kiến ông phú lúc này không đáp mà chỉ hất hàm ý như muốn sơn ra ngoài xem xét còn bản thân hai vợ chồng sau ấy cũng đứng dậy chậm bước đi ra cánh cổng lớn vừa được mở ra hai hàng lính tráng tay cầm gươm mác đã ập vào người cuối cùng xuất hiện là một ông quan với tướng tá cao lớn vẻ mặt đăm đăm khiến cho người khác nhìn vào cũng phải e dè ra là thượng thư hạ đại nhân sao ngài đến đây mà lại không báo trước cho tôi lấy một câu để tôi đón tiếp nhận ra là người quen với nhau ông phú thở phào đi ra niềm nở đón tiếp thế nhưng trái với vẻ người người ấy của ông hạ đại nhân mặt hầm hầm ông ta nhìn mấy người lính rồi hất hàm một cái tức tốc đã có ba bốn người lính rời hàng ập vào giữ lấy ông phú chuyện chuyện này là sao ông phú ngơ ngác vùng vằng bà phú bên cạnh cũng sững người ra ông còn chưa biết tội của mình hay sao hạ đại nhân nhìn hằm hằm ông phú mà nói tôi tôi ông phú lắp bắp tham mô tiền cứu trợ rút lõi đê điều màu áp giải hết những người ở đây đi ngôi nhà này hãy niêm phong lại hạ đại nhân nghiêm nghị nói rồi sau đó quay người Ông Phú lúc này chân nhũn nhùn ra không thể đi được. Mấy tên lính phải dùng sức để lôi sạch ông đi. Bà Phú thì vẫn đứng chôn chân sau những gì mà hại đại nhân vừa nói. Cho tới khi mấy người quan binh đi lại chỗ của bà thì mới khiến cho bà bừng tỉnh. Tôi... tôi... Cũng là vẻ lo sợ lắp bắp ấy. Bà Phú còn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị hai người lính giữ tay rồi dẫn đi. Ngay cả Sơn ở đây cũng vậy, dù chỉ là một tên gia nhân mới theo ông Phú được hơn một năm thôi, nhưng cũng không tránh khỏi liên lụy. Tưởng đầu lên đến trên phủ chỉ có ba người, thế nhưng không phải. Sinh và cô út nhà ông bà cũng đã bị giải về đây từ bao giờ. Cả nhà được đoàn tụ, duy chỉ có ông Phú là được giam ở một nơi khác. Tại nơi ngục tù tăm tối, ông Phú bị người ta bỏ đói chẳng cho ăn gì cả. Đến lúc cho ăn thì cũng là phần cơm thừa canh cạn, đến chó cũng chẳng nuốt nổi. Thế nhưng để giữ mạng, ông Phú vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà ăn cho bằng hết. Một tuần trôi qua trong tình trạng như vậy, nhìn ông Phú bây giờ tiểu tụy nhợt nhạt đi trông thấy. Thì thoảng nhìn thấy mấy tên lính canh cầm ăn trước bánh nướng, thứ mà ông chẳng bao giờ động tới mà cũng phát thèm. Ông đưa tay qua song cửa gỗ muốn xin chúng một ít, thế nhưng thứ nhận lại chỉ là bãi nước bọt đầy khinh bỉ. Còn bên vợ và con, mấy người đó thì được đối xử tốt hơn một chút. Nhưng nhìn ai đấy bây giờ cũng ủ rũ nhợt nhạt lắm Bởi họ đều rất lo lắng cho chồng và cha của mình Nhất là sinh Bình thường hắn ngang bướng chẳng coi lời ông Phú vào tai Thế nhưng vào giờ phút này Hắn lại là kẻ đấu tranh ác liệt nhất Cứ thỉ thoảng có lính canh đi tới Hắn lại gọi vào Và hỏi về tình trạng của ông Phú Nhận được câu trả lời thì không sao Nhưng hễ mấy người lính gác im lặng Thì hắn lại chửi âm chửi ý lên và cứ mỗi lần như thế sinh lại bị bọn họ lôi ra đánh cho thừa sống thiếu chết ngày này sang ngày khác lại qua đi cuối cùng họ cũng mở cửa tù rồi đưa ông phú ra bên ngoài thế nhưng chẳng phải họ thả ông đi họ áp giải ông lên công đường trước mặt ông chỉ toàn quan binh chẳng có một người dân nào cả tồn tại trong chốn quan trường này bao nhiêu năm ông phú thừa hiểu cái mà mình sắp phải đối diện gia đình tôi không có tội các ông thấy thả, thả cho họ một con đường sống Chỉ sau câu nói ấy Từ trên chỗ của Hạ Đại Nhân Bay phấp phới xuống một tờ giấy Ông Phú run rẩy cầm nó lên Đó chẳng phải thứ gì xa lạ Mà chính là những dòng ghi lại tội trạng của ông Phú Đọc từng dòng Ông Phú nghẹn ngào không nói lên lời Những gì ghi trong đây hoàn toàn là sai Đúng là ông Phú có tham ô Có rút tiền này tiền kia thế nhưng phía sau ông còn có những con người khác nữa ấy thế mà giờ đây chuyện vỡ lở bọn họ lại phủi phui mặt dáng hết tội lên đầu của ông ông muốn gia đình mình được sống thì mau điểm chỉ nhận tội đi giọng hạ đại nhân ồm ồm vang lên ánh mắt ông phú ngước nhìn ngay cả con người này cũng có tên trong số đó thế nhưng vào giây phút này ông phú lại chẳng thể nói được gì cả Hỏi oan ức vì gia đình mà không thể nói ra Ông Phú đành ngậm ngùi rồi đưa tay chấm lên mực và điểm chỉ Và cũng chỉ khoảnh khắc này Thì ông mới nhận ra được cảm xúc Mà thằng Thư từng chịu đựng trước đó Thế rồi ông cũng nở một nụ cười đầy cay nghiệt Mà nhìn về phía của Hạ Đại Nhân Trên đời này luôn tồn tại nhân quả báo ứng Kết cục của ta ngày hôm nay cũng là do ta tạo nghiệp mà thành Còn các người các người cũng sẽ sớm nhận lấy Cách nghiệp của mình thôi Lôi hắn ra ngoài kia Giờ ngọ ba ngày sau đem ra hành quyết Cuộc đời ông Phú cứ vậy mà kết thúc Nhưng cũng may làm sao Hạ đại nhân đã giữ đúng lời Ông ta tha cho những người còn lại trong gia đình Mặc dù vậy Nhưng gia đình cũng bị tịch thu lại toàn bộ tài sản Họ nói rằng Đấy là những thứ mà ông Phú đã dùng tiền tham ô Để tạo dựng lên Nhà cửa không còn, tiền bạc cũng không. Gia đình ông Phú giờ thành những kẻ có địa vị thấp hèn. Họ đi đâu ở trong làng cũng bị xua đuổi. Sinh đã quen thói hống hách bị người ta khinh bị thì vùng vàng đánh lại người ta. Tức nước thì vỡ bờ. Sinh bây giờ còn chẳng bằng người ta nên đâu có ai sợ hắn nữa. Bọn họ quay lại và chuốc hết sự căm phẫn lên người của Sinh. Đánh cho hắn ta thừa sống thiếu chết. Bà con người chẳng còn trốn dung thân cuối cùng phải lê lết tìm sang nơi khác. Bà Phú thì đã già không còn sức lao động. Sinh sau trận đòn kia thì cũng không thể đi lại được nữa. Mọi thứ bây giờ lại dồn hết lên vai cô con gái. Máu mủ ruột thịt, nhưng trước cánh nặng này trên vai, cô con gái ấy cũng chẳng muốn mang vác nữa. Cô ta đã bỏ lại mẹ và anh trai, rồi bỏ đi, mà chẳng thèm nói lấy một lời. Cuối cùng, Mẹ con chỉ biết dựa vào nhau Mà lê lết từ đầu đường này Tới xó chợ khác Để giang tay xin ăn Sống được ngày nào thì biết ngày đấy Đúng là so với cái chết Thì cuộc sống của Sinh và bà Phú như thế này Còn nghiệt ngã hơn gấp trăm lần Với họ bây giờ Có lẽ cái chết Mới chính là sự giải thoát tốt nhất Câu chuyện đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cảm ơn tác giả Nguyễn Oren rất nhiều chúc quý vị ngủ ngon nhé hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo